Chào mừng tất cả các em thí sinh đã đến với online campus tour của trường Đại học Văn Lang. Hôm nay là sáng chủ nhật, thì chủ nhật thường bình thường mình sẽ làm rất là nhiều hoạt động riêng của mình. Có bạn thì ngủ nướng nè, có bạn đó thì hôm nay sẽ có thể đi chơi ở đâu đó, coi phim các thứ. Nhưng mà hôm nay thì Văn Lang sẽ dành cho các bạn một ngày chủ nhật rất đặc biệt. Đó là chúng ta sẽ được đi tham quan các cơ sở học của trường Văn Lang, tìm hiểu về đời sống học tập và sinh hoạt của sinh viên Văn Lang. Thì hôm nay là một chuỗi live stream dài sẽ có 6 số. Đây là số đầu tiên, thì Văn Lang sẽ giới thiệu cho các bạn về các thông tin chung của trường, thông tin tuyển sinh, các chính sách hỗ trợ của trường, các cơ sở vật chất, ký túc xá của trường. Thì đến với số đầu tiên của chúng ta hôm nay á, thì có Thạc sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Thạc sĩ Đinh Xuân Tỏa, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, và Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó Giám đốc Ban Chương trình Đào tạo Đặc biệt, Trưởng khoa Tài chính Ngân hàng. Thì đầu tiên là em muốn hỏi các thầy cô là trong cái bình thường á, thì là mình hay tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh là offline, nhưng mà riêng năm nay á, thì các hoạt động đều qua online hết. Thì thầy thấy á, là khi mình chuyển qua online á, thì thí sinh sẽ gặp những bất lợi gì và cũng có những thuận lợi gì cho các bạn khi tiếp nhận thông tin ạ? Trước hết tôi xin chào tất cả quý vị phụ huynh cùng các bạn thí sinh. Thì là lời đầu tiên thì chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chương trình Campus Tour của trường học online với 6 số, và đây là cái số đầu tiên, chương trình cái phần đầu tiên cho cái số ngày 19 tháng 4. Thì với cái tình hình dịch bệnh như hiện nay thì chúng ta biết việc tổ chức offline hoặc online nó liên quan rất nhiều trong cái kế hoạch tuyển sinh của trường cũng như là cái tình hình tuyển sinh nói chung. Thì nếu mà không có dịch bệnh thì chúng ta cũng biết đây là cái giai đoạn cao điểm, tất cả các trường, tất cả các hệ thống xã hội cũng như là các cơ quan truyền thông báo chí sẽ tham gia rất nhiều vào trong cái công tác tuyển sinh. Thì tuy nhiên hiện nay với cái tình hình như vậy thì chúng ta tất cả các hoạt động trong đời sống xã hội nói chung và trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng thì chúng ta cũng tuân theo cái quy luật là thực hiện theo các cái hoạt động online. Thì với những hoạt động online thì chúng ta thấy có những cái hạn chế. Tuy nhiên trong những hạn chế đó vẫn có những cái ưu điểm, và những ưu điểm rất tích cực mà nếu chúng ta biết khai thác, biết sử dụng và biết vận dụng nó cho cái tình hình hiện nay. Thì về việc hạn chế thì chúng ta cũng biết rồi. Nếu chúng ta sẽ đang trước đây á, thì nếu offline thì thí sinh có thể đến trực tiếp tại trường, đến gặp trực tiếp các tư vấn viên, và ngay cả tôi, thí sinh có thể gặp để trao đổi hoặc là các trưởng khoa hoặc những người mà tham gia các cái chương trình tư vấn để hỏi, đặt những vấn đề, hỏi những cái câu hỏi liên quan đến những cái ngành nghề, liên quan đến những chế độ chính sách và liên quan đến những vấn đề mà thí sinh và phụ huynh mong muốn đưa con em vào trường. Và hơn thế nữa thì phụ huynh có thể đến tại cơ sở các cái campus của trường để xem tình hình học tập, tình hình hoạt động của trường ra sao, vân vân và vân vân. Thì chúng ta có thể đến trực tiếp và giao tiếp trực tiếp như thế nào, thì đó là cái lợi thế. Tuy nhiên hiện nay nếu chúng ta đang online thì chúng ta không làm được cái công việc đó. Tuy nhiên nó nhìn trên cái phương diện tích cực thì chúng ta sẽ thấy được online cũng có nhiều ưu điểm. Mà những ưu điểm thì chúng ta thấy offline không thể làm được, mà chúng ta chỉ thể tổ chức cho online thôi. Ví dụ như là nếu mà sử dụng online thì sẽ mở rộng hơn cái biên độ trong cái giao tiếp. Mở rộng biên độ ở đây là chúng ta có thể tiếp cận cùng một lúc nhiều kênh thông tin. Cái thứ hai nữa là không giới hạn về số lượng. Không giới hạn số lượng, các em có thể cùng một nội dung thì có thể nhiều em vào đặt vấn đề và có thể khai thác trong đó. Và ngược lại, các em mong muốn cái thông tin đó nhưng có thể khai thác được nhiều luồng thông tin khác nhau có liên quan đến chính cái luồng thông tin của mình hoặc những cái mà mình đang cần tham khảo. Và không về không gian, về ngành học, rồi về thời gian, và các em có thể xem lại được những phần thông tin được. Ví dụ các em có thể tiếp cận không nắm thông tin thì các em có thể ghi nhận các thông tin đó để cùng chia sẻ với gia đình, chia sẻ với phụ huynh và bạn bè mong muốn vào cái ngành đó, nội dung là tư vấn như vậy thì chúng ta sẽ khai thác như thế nào. Và đặc biệt ví dụ như giả sử các bạn muốn vào một cái ngành nào đó thì các bạn tập trung vào ngành để mà muốn được tư vấn, tuy nhiên có những nội dung của các ngành khác mà nó khai thác vào những cái điểm mạnh của mình mà mình lại không biết, thì lúc đó mình có thể chuyển hướng cho việc chọn ngành nghề. Thì đây là có những cái ưu điểm riêng. Và đặc biệt như tôi nói, nó sẽ có cái mở rộng biên độ tiếp gần cho các em. Đây là một cái ưu điểm rất là tích cực. Thì mong rằng qua cái chương trình online hôm nay của trường Văn Lang và online live stream thường xuyên vào thứ 6 thì nó sẽ giải quyết được phần nào những cái khó khăn
và những hạn chế mà trong thời đại dịch như chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. À, với cái công tác mà tư vấn tuyển sinh đó, mà offline và online thì ngay cả công tác tổ chức của bọn em nó cũng có nhiều cái khó khăn hơn. Ví dụ như là offline thì dẫn các bạn đến đi tour trong trường rất là dễ, nhưng mà để tổ chức một cái online campus tour như này, bọn em phải chuẩn bị rất là nhiều cái vlog rồi các cái MV sẵn để có thể là cho các bạn thấy được, mường tượng được đó là cơ sở vật chất của trường mình như thế nào. Dạ, thì cái từ là online campus tour là các bạn học sinh có vẻ rất là thấy lạ và cũng hào hứng nhiều, hỏi nhiều. Dạ, thì em xin hỏi thầy Hải là thầy thì cũng tham gia tư vấn tuyển sinh rất là nhiều rồi, cả online, offline luôn, và thầy cũng là giảng viên giảng dạy nữa, thì thầy thấy là khi mà mình tổ chức cái hoạt động là cái campus tour thì nó sẽ có thể giúp ích gì cho các bạn học sinh khi mà mình chọn ngành ạ? Cảm ơn Phương, câu hỏi này cũng rất là thú vị. Sáng nay mình mới coi TV thì cũng chia sẻ về một chương trình gọi là Chúng Tôi Vẫn Ổn. Thì VTV3 đã kết nối được tất cả rất nhiều người Việt ở khắp năm châu và chia sẻ về cuộc sống của họ trong bối cảnh họ bị cách ly xã hội. Và mọi người thấy rất là thân thương, gần gũi, mặc dù là chúng ta chỉ ngồi qua TV thôi, nhưng mà chúng ta ngồi chia sẻ, chúng ta trao đổi, chúng ta nói chuyện với nhau, tương tác y hệt như là chúng ta đang ngồi trước mặt. Vậy thì rõ ràng là thay vì chúng ta phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị để chúng ta có thể là tìm kiếm thông tin, gặp gỡ thầy cô được tư vấn, thì chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà, mở điện thoại lên và chúng ta tương tác như là chúng ta đang ngồi gặp nhau trước mặt, thì cái hoạt động online này cực kỳ giá trị. Và cũng như thầy Tuấn vừa nói đó, là gần như mọi thông tin, mọi khía cạnh và mọi người quan trọng mà các bạn cần gặp, bạn đều được gặp ở online campus tour. Và như vậy thì những câu hỏi mà liên quan chuyên sâu hoặc là tổng quát về trường hoặc là chuyên sâu về ngành, thì nguyên một chương trình ngày hôm nay các bạn sẽ gặp được tất cả các thầy cô mà có rất nhiều chuyên môn và có rất nhiều kinh nghiệm trong tư vấn tuyển sinh, và đây là cơ hội rất tốt để các bạn tham dự vào chương trình này. Cảm ơn thầy ạ. Trước chương trình này thì bọn em đã dành một tuần để truyền thông và cho các bạn đặt câu hỏi trước live stream, thì tổng cộng là bọn em đến giờ đã nhận được là gần 1.500 câu hỏi của các bạn thí sinh gửi về, thì trong đó là đến 1/3 câu hỏi là dành cho số đầu tiên của mình, tức là những thông tin chung về trường, và hơn 100 câu hỏi là dành hỏi về các cái hoạt động phong trào sinh viên. Dạ, vậy thì em xin hỏi anh Tỏa là giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên, thì trong chương trình hôm nay thì anh có thể liệt kê một số cái đầu mục về các cái nội dung mà sẽ hỗ trợ sinh viên của trường mình để có thể cho các bạn nắm rõ hơn, để các bạn đặt câu hỏi được tập trung hơn không ạ? Chào các bạn. Thật ra hiện nay sinh viên Văn Lang vẫn học online, các cái hoạt động chăm sóc sinh viên cũng được triển khai online. Thì sinh viên Văn Lang thì chắc các bạn biết được là trong thời gian qua mình tham gia những cái cuộc thi nào, rồi những cái chính sách nào mà nhà trường đang thực hiện cho sinh viên, kể cả là ví dụ trước đây là học bổng, hỗ trợ học phí gì, thì hiện nay các bạn chỉ cập nhật tài khoản ngân hàng và trường có cái việc là chuyển tiền cho sinh viên qua tài khoản thôi. Các cái loại thủ tục giấy xác nhận thì sinh viên chỉ lên một cái VHUB hoặc là đăng ký với trường, trường để chuyển qua đường bưu điện, các cái file scan qua email cho các bạn. Đó là các cái thủ tục hành chính. Còn về các cái hoạt động thì cũng sinh viên Văn Lang chắc là vừa học cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Các bạn có những cái challenge, có những cái cuộc thi về hát, có những cuộc thi về tìm về hiểu về kiến thức về corona. Thì hiện nay trên cộng đồng sinh viên Văn Lang đang sinh hoạt rất là online, rất là rầm rộ. Mà tôi nghĩ đó là một cái sân chơi mà để các bạn thích ứng tốt. Và mỗi người có một cái kiểu thể hiện lúc này để mọi người thấy được mình nhiều hơn. Kể cả lúc đi học một cộng đồng thì nhiều lúc rất là khó. Nhưng giờ một clip hát của các bạn thì rất được nhiều người share, rất nhiều người xem, người bình comment ủng hộ trong đó. Thì cái này là cũng một cái điều mà tôi nghĩ là tích cực, thích nghi tốt. Và kể cả cái chương trình hôm nay thì các bạn có thể ngồi bất cứ nơi đâu để có thể xem được. Rồi các bạn nếu chưa có thời gian xem hết thì các bạn có thời gian để quay lại xem, cũng là một cái cách. Và các bạn nghe được tất cả các ngành, các cái mục về chăm sóc, về ngành học, về điều kiện, chính sách. Thì tôi nghĩ là mình sẽ thu thập được nhiều hơn. Thay vì lên trường thì cũng có cái lợi là sẽ nhìn được cơ sở vật chất, sẽ gặp được cái thầy cô đó xem như thế nào. Nhưng mà cái thời gian mà trường dành cho các bạn chắc là không được như mình kỳ vọng mà khi mình đã bỏ một thời gian. Một cái điều nữa mà tôi nghĩ là thuận lợi là sinh viên ở đâu, bất kể tỉnh thành nào cũng có thể theo dõi được Văn Lang trong cái thời điểm này.
không chỉ là riêng lên ở trường hoặc là gọi điện thoại. Đó là cái thuận lợi hoặc là cái cách mà hiện nay Văn Lang đang làm cho sinh viên cộng đồng quan tâm để có thể theo dõi được và đồng hành với chúng tôi. Thì những cái điều đó thì mong là các bạn cũng tiếp cận thích nghi một cách tốt nhất. Nhiều càng tốt các vấn đề mà các bạn thắc mắc về trường khi mình không đến trường trực tiếp được. Thì chị nhắc lại về nội dung của số live đầu tiên nha, là chúng ta sẽ giải đáp các vấn đề chung về thông tin tuyển sinh, các thông tin chung về trường Đại học Văn Lang, các vấn đề về cơ sở vật chất, các chính sách hỗ trợ sinh viên. Thì nếu các bạn còn câu hỏi nào các bạn cứ đặt trong livestream này. Còn chương trình sẽ dành một lượng lớn thời gian để trả lời những câu hỏi mà các bạn đã đặt trước livestream. Thì chị thấy có nhiều câu hỏi nó sẽ trùng nhau á, cho nên đó là chị sẽ gom lại các vấn đề chung mà các bạn quan tâm nhất về trường để giải đáp nha. Thì bây giờ hiện giờ đã có hơn 500 bạn đang theo dõi livestream của mình rồi. Thì giờ em sẽ đọc các câu hỏi mà nhiều bạn quan tâm nhất rồi các thầy cô sẽ giải đáp cho các bạn nhiều nhất có thể nha. Dạ, câu đầu tiên á, thì em thấy là nhiều bạn hỏi luôn và vấn đề quan tâm chung đó là khi nào thì trường Văn Lang sẽ có kết quả xét học bạ đợt 1. Và như là bạn Lệ Huyền ở trường Hàm Thuận Nam ở Bình Thuận hỏi, đó là sau khi mà có kết quả này rồi thì trường có lọc thêm một lần nữa không? Và các ngành học á, thì sẽ học cố định tại một cơ sở hay là sẽ di chuyển nhiều campus ạ? Em mời thầy Tuấn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi mà mong muốn chung của rất nhiều thí sinh sau khi nộp hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1. Thì tôi cũng xin thông tin lại, lật lại cái thời gian thì chúng ta biết theo thông báo nhận hồ sơ học bạ đợt 1 năm nay Văn Lang sớm hơn ngoài năm. Mà năm Văn Lang nhận hồ sơ từ 2 tháng 5, đầu tháng 5 mới bắt đầu nhận, thì năm nay Văn Lang nhận sớm hơn. Tức là từ ngày 1 tháng 4 Văn Lang đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 và đến kết thúc vào 30 tháng 4. Đây là đợt 1 nha các bạn. Thì trong thời gian này thì cơ sở để xác định thì các bạn có thể có hai phương thức: lấy điểm trung bình học của năm học 12 đối với những bạn mà đã tốt nghiệp trước năm 2020, và trường hợp thứ hai đó là lấy điểm trung bình của năm học lớp 11 cộng với điểm học kỳ 1 của lớp 12. Thì cái này các bạn đã có rồi. Do đó thời gian thì chúng ta biết là từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 4 là để xét tuyển học bạ đợt 1, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục xét tuyển học bạ cho đợt 2 và các đợt tiếp theo nếu cần. Thì tuy nhiên trong cái đợt đầu tiên thì tôi cũng xin thông tin, đến thời điểm này thì trường Văn Lang đã nhận gần khoảng 6.000 hồ sơ để xét tuyển, gần 6.000 hồ sơ. Thì trước khi đi vào câu hỏi tôi cũng thông tin các bạn như vậy, thì nó cũng phủ lấp tất cả 32 ngành nghề đào tạo và tập trung nhiều nhất đối với cái các ngành liên quan đến khoa học xã hội nhân văn. Thì sau khi kết thúc nhận hồ sơ 30 tháng 4 thì nhà trường sau đó với cái kế hoạch là sau 2 tuần sẽ có kết quả thông báo các bạn đã đủ điểm vào được Văn Lang với cái ngành đó chưa. Thì sau 2 tuần nhà trường sẽ thông báo với cái kết quả theo cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tùy từng ngành mà chúng ta đã công bố ngay từ đầu. 2 tuần, tối đa là 2 tuần nhà trường sẽ công bố cái kết quả. Và nếu sớm lắm với cái kết quả cơ sở dữ liệu đầy đủ và các cái thông tin các bạn đã đưa lên hệ thống rất đầy đủ như vậy, thì tôi nghĩ trong tuần đầu tiên thì trường Văn Lang có thể gửi kết quả đến cho các bạn. Thì các bạn nên nhớ rằng đây là kết quả gọi là kết quả đạt được đối với cái ngành mà các bạn đăng ký. Còn khi nào công bố các bạn có trúng tuyển hay không là phải chờ cái kết quả các bạn á, là thi trung học phổ thông quốc gia. Tức là phải theo đúng quy định thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và đủ cái điểm vào cái ngành mà các bạn đăng ký. Thì khi đó mới gọi là trúng tuyển. Thì giờ là về phía cái điều kiện đầu tiên, điều kiện cần và quan trọng nhất là các bạn đã đạt được điểm để vào cái ngành học mà các bạn đã đăng ký đối với trường Đại học Văn Lang. Còn sau khi các bạn có được cái kết quả thi trung học phổ thông quốc gia và được xét trúng tuyển thì lúc đó được các bạn gọi là được thí sinh trúng tuyển vào trường Văn Lang. Thì khi mà vào Văn Lang thì chúng tôi chỉ căn cứ trên cái kết quả mà đã xét tuyển chứ không qua bộ lọc nào khác. Có nghĩa là không qua kiểm tra về cái năng lực, không qua kiểm tra một cái trình độ nào khác nữa. Tức là cái căn cứ vào cái kết quả ngay từ đầu đã công bố theo cái kế hoạch chung. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ vâng ạ. Liên quan đến cái hồ sơ xét học bạ thì ở đây có bạn Diệp Ngọc ở trường lớp vòng 1 ở Đồng Tháp hỏi, đó là nếu em thấy là tình hình là mọi người đăng ký xét tuyển học bạ và Văn Lang rất nhiều, trong đó có cả em, thì thầy dựa vào tình hình hồ sơ bây giờ thầy có thể cho em biết là về tỷ lệ chọi của trường mình và chỉ tiêu của trường mình sẽ có thay đổi như thế nào khi mà số lượng hồ sơ các ngành không giống nhau? Dạ. Trước hết á thì cái tỷ lệ chọi thì tôi cũng chưa nói chính xác, và cũng các cái thông tin mới ngay từ đầu, còn hiện nay chúng ta mới sơ khởi
thì như tôi đã thông báo là chúng ta có khoảng 16.000 hồ sơ. Thì dự kiến số hồ sơ này á, là lên khoảng 12 hoặc 13.000 hồ sơ cho cái trúng tuyển đợt 3 đợt 1. Và các bạn nên nhớ rằng cái hồ sơ nó ảo rất nhiều, do đó cái tỷ lệ chọi nó cũng phần nào để thể hiện cái tính xác thực của nó thôi, chứ chưa nói lên được hết. Vì như tôi nói là hàng năm tỷ lệ ảo rất cao tùy ngành ngành. Trung bình chung thì khoảng 35% hoặc 30% thí sinh trúng tuyển vào tất cả các ngành. Có một số ngành tỷ lệ ảo rất cao, ảo lên tới là 75-80%, và có một số ngành thì tỷ lệ ảo khoảng 60%. Do đó trung bình khoảng 30-35% thì thí sinh trúng tuyển và nhập học. Do đó cái ảo lên tới 65%, gần 70% thì các bạn thấy rất là cao. Vì vậy cái tỷ lệ chọi nó chưa nên nói lên được cái xác thực về cái tình hình hồ sơ. Thì ở đây thì tôi chỉ có một cái lời khuyên so với trong khi 32 ngành và trường Văn Lang đào tạo, trong đó có 6 nhóm ngành. Thì nếu mà nhiều lần tôi tư vấn trên báo Thanh Niên và các báo khác, thì cũng mong mọi các bạn là cố gắng tập trung vào các ngành kỹ thuật. Thì tôi xác định rằng hiện nay nếu các bạn nào mà đăng ký và nộp hồ sơ vào các ngành kỹ thuật đủ cái điều kiện, tức là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thì các bạn yên tâm sẽ trúng tuyển vào Văn Lang đối với tất cả các ngành kỹ thuật. Đấy. Còn các cái ngành khác thì sẽ có cái thông tin gần ngày, tức là gần đến 30 tháng 4 thì các cái thông tin đó sẽ đầy đủ hơn. Và chúng tôi cũng cam kết sẽ trả lời một cách rạch ròi, rõ ràng và đầy đủ nhất các cái thông tin mà các bạn yêu cầu. Ví dụ với cái điểm đó thì có đảm bảo vào cái ngành đó, ngành kia không? Và tổ hợp như vậy có vào được không? Thì chúng tôi cam kết sẽ thông tin đầy đủ vào đến gần ngày mà kết thúc vào đuổi nhận hồ sơ. Càng gần sát ngày thì mình càng rõ được cái càng gần ngày thì cái các bạn biết khi đến kết thúc gần ngày thì cái tỷ lệ mà chúng ta thấy xác thực để đầy đủ hơn các cái thông tin thì càng chính xác hơn. Lúc đó biết ngành nào bao nhiêu và chúng tôi có thể cam kết rằng điểm trúng tuyển hay không. Thì tôi chỉ xin nói rằng với cái tình hình học bạ đợt 1 thì như từ đầu mà chúng ta tư vấn các cái số live stream vào thứ 6 thì hầu như các bạn nào đủ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì yên tâm cho cái học bạ đợt 1. Văn Lang có những cái ngành siêu hot như là quan hệ công chúng này, rồi các ngành bên quản du lịch, kinh doanh, đúng rồi, ngôn ngữ Anh đó. Thì các anh chị sinh viên Văn Lang á, nhiều khi cũng hay hù dọa đàn em lắm. Em thấy trong group cộng đồng sinh viên Văn Lang nhiều khi nói ví dụ quan hệ công chúng nha, ngành này hot lắm, hồ sơ nhiều lắm, có khi là 1 chọi 10, 1 chọi 20, làm cho các em sợ. Trao đổi luôn, hồi nãy các bạn có đặt một cái thông tin liên quan cái chỗ chị Phương nói, thì cái tỷ lệ chọi hiện nay thì tôi có nói rõ. Còn cái ngành thì hiện nay cái ngành mà có tỷ lệ cao nhất đó là ngành quan hệ công chúng. Ngành đó hiện nay chiếm khoảng 18% trong tổng số các cái hồ sơ nộp vào. Thì các bạn thấy 18% của 6.000, các bạn tính ngay được chưa? Đó. Thì với cái số lượng hồ sơ ngành quan hệ công chúng rất cao. Tuy nhiên các bạn yên tâm, chúng tôi đã xác định chỉ tiêu theo cái nhu cầu xã hội là chính, và cái năng lực đào tạo của trường, tức là năng lực về đội ngũ. Thì nhu cầu xã hội với cái ngành quan hệ công chúng rất cao, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái năng lực đội ngũ đối với các ngành đó. Thế nên chúng tôi phải đáp ứng được nhu cầu xã hội, do đó chỉ tiêu đối với ngành quan hệ công chúng chúng tôi cũng rất cao. Vì vậy tôi cũng xin khẳng định lại, trong học bạ đợt 1, nếu các bạn nào đủ điều kiện, tức là đạt cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với cái ngành đó, thì các bạn yên tâm. Xin cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Về quan hệ công chúng thì sẽ tư vấn về ngành này là trường sẽ tư vấn về số live thứ hai là sau số live này, nên các bạn đón xem nha. Còn về nhóm ngành kỹ thuật công nghệ như thầy Tuấn nói hồi nãy thì sẽ là vào số live thứ 6, số live cuối cùng vào lúc 16:30 chiều nay nha. Thì ở đây các bạn thí sinh vì sao rất là quan tâm đến chỉ tiêu ạ? Và không chỉ là chỉ tiêu chung của trường nhưng chỉ tiêu của ngành, ở đây là chỉ tiêu của cả chương trình đặc biệt luôn. Em thấy các bạn hỏi là bạn Mỹ Linh ở trường Nguyễn Hữu Huân hỏi đó là cho em hỏi là em thấy Văn Lang có 3 lựa chọn cho vào ngành, đó là chương trình tiêu chuẩn, chương trình đào tạo đặc biệt, chương trình tiên tiến. Thì cho em hỏi là tỷ lệ giữa các cái chương trình này thì là trường lấy bao nhiêu, và các cái hai cái chương trình này khác gì nhau? Thì riêng là về chương trình đào tạo đặc biệt thì em nhận được ở đây là khoảng hơn 10 câu hỏi, thì tất cả câu hỏi hầu như cùng có chung một nội dung, đó là chương trình tiêu chuẩn và đặc biệt khác gì nhau. Thì em thầy Hải đã tư vấn rồi nhưng em nhờ thầy tư vấn thêm một lần nữa cho các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì xin phép thầy Tuấn là cho em chia sẻ hơi nhiều chút xíu chỗ này ạ. Tại vì vấn đề này các bạn rất là quan tâm. Thì chắc là mọi người bắt đầu từ cái bối cảnh trước đi.
Thì sau mọi người thấy cái Covid vừa rồi đó, là gần như là mọi người sẽ thấy là tất cả những cái ngành mà chúng ta cảm thấy là rất là yên ổn, rất là an toàn, đúng không ạ? Thì bây giờ các thị thấy ngành F&B nè, ngành ngân hàng nè, tất cả mọi ngành là gần như là đóng cửa. Như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta tư duy ngay từ đầu là chúng ta học một cái ngành nào đó, học xong rồi ra sẽ đi làm ổn định cho một cuộc sống tương lai sau này thì nó không còn đúng nữa. Cái khái niệm bây giờ không còn đúng nữa. Vậy thì quay lại khi bản chất khi mà chúng ta muốn chọn một ngành, chọn một nghề đó, thì câu hỏi đầu tiên hiện tại chúng ta hay quan tâm tới ngành, tới nghề có làm việc được hay không. Nhưng thực ra khi mà chúng ta ngồi nghĩ lại, quay lại bản chất thì rõ ràng là trong một cái ngành ấy, thì trước đến giờ nó vẫn liên tục thay đổi, vận động. Vậy thì cuối cùng là sao? Công việc, việc làm sẽ đến rồi đi. Vậy thì cuối cùng chúng ta, bản thân chúng ta khi chọn một ngành, một lĩnh vực ấy, thì chúng ta tồn tại, phát triển và đóng góp như thế nào cho cái ngành đó. Vậy thì quay lại hơn nữa, để chúng ta phát triển được cái tương lai nghề nghiệp ấy, chúng ta cần hai kiến thức, hai khối kiến thức. Thứ nhất là chúng ta phải biết rất rộng để chúng ta hiểu về cái ngành. Và khi chúng ta hiểu về cái ngành rồi ấy, thì chúng ta lại phải có là kiến thức chuyên sâu để chúng ta làm thực sự là làm được cái ngành nó làm như thế nào. Như vậy thì chúng ta học tài chính ngân hàng, nhưng nếu chúng ta chỉ nghĩ là cứ học tài chính ngân hàng thì chúng ta có thể đi làm ngành ngân hàng. Điều đó có vẻ không hợp lý lắm. Tại vì các bạn có thể thấy nhé, trong ngành ngân hàng nó là một tổ chức, thì nó có thể là có PR, nó có truyền thông, nó có quan hệ công chúng, nó có kế toán, kiểm toán, rồi nó có dịch vụ ngân hàng, nó có rất nhiều thứ trong đó. Vậy thì rõ ràng chúng ta quay lại xem là bản thân chúng ta, năng lực chúng ta như thế nào, rồi khả năng phát triển chúng ta tới đâu, và bản thân chúng ta hợp với lĩnh vực nào. Vậy thì quay lại khi bài toán đơn giản nhất, khi chúng ta chọn ngành ấy, thì chúng ta phải chọn xem là chúng ta hợp với ngành nghề nào, lĩnh vực gì. Rồi sau khi chúng ta chọn được lĩnh vực, ngành nghề đó, thì chúng ta mới coi lại, chúng ta xem là để phát triển trong ngành nghề đấy, chúng ta nên như thế nào. Và bật mí cho các bạn là một lợi thế lớn nhất cho các trường đại học ứng dụng và các trường đa ngành. Đó nghĩa là sao? Các bạn không cần đi tìm sâu đâu xa. Các bạn đến trong trường thôi là bạn đã có rất nhiều lựa chọn đó rồi. Ví dụ nha, thứ nhất bạn muốn học về làm về tài chính ngân hàng, thì các bạn có thể học chuyên sâu về tài chính ngân hàng. Nhưng rõ ràng là đối với tài chính ngân hàng thì bạn phải học được về đầu tư tài chính, học về tài chính doanh nghiệp, học về kinh doanh bảo hiểm, thì các bạn mới làm được chuyên sâu từng ngành. Và chương trình tiêu chuẩn của Đại học Văn Lang đi thẳng theo cái định hướng này, đó là định hướng ứng dụng, học gắn với doanh nghiệp, học gắn với việc làm. Và nếu bạn đã xác định đây là lĩnh vực phát triển của bạn, thì bạn học chuyên sâu một ngành cho đến khi bạn đủ giỏi để bạn có thể là bắt đầu sự nghiệp trong cái ngành đấy. Rồi, đối với chương trình đặc biệt thì lại bắt đầu một câu chuyện nó cũng nhân văn hơn, nó thú vị hơn. Thì tôi kể các anh chị một vài câu chuyện từ mình thôi. Ví dụ như hồi xưa tôi học là học tài ngân hàng, nhưng mà cái nghề của ba mẹ là nghề về dạy học, nghề giáo dục. Và sau thời gian thì với cái định hướng là đáng lẽ đi học tài ngân hàng, và học tài ngân hàng xong rồi thì tôi lại thấy là khi học hết tài ngân hàng rồi thì đến khi tôi học ở Đức thì tôi mới thấy rằng là rõ ràng là cái lĩnh vực tài ngân hàng nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Nhưng khi mà trong tương lai, khi thế giới đang chuyển qua cái xu hướng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thì tôi lại cảm thấy rất là thú vị. Và khi tôi tìm hiểu lập quỹ đầu tư rồi tôi quay lại, thì tôi thấy rằng là với cái ngành quỹ đấy thì tôi lại cần rất nhiều kiến thức bổ sung khác, ngoài cái việc chỉ tài chính ngân hàng nói chung, mà cần thêm về quản trị, về mô hình kinh doanh, về vận hành, về nhiều thứ. Hoặc là một câu chuyện của bà xã mình chẳng hạn. Bà xã học về kế toán, và sau khi học tốt nghiệp đại học kinh tế ngành kế toán thì nhảy ra đi làm và thấy rằng là mình không hề phù hợp với ngành kế toán, và cuối cùng là quyết định là bỏ hết tất cả, là học lại nghề về sale và marketing, và giờ rất là thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm. Vậy thì mọi người thấy rằng là cái tư duy như vậy, nếu như trong một cái trường đa ngành có nhiều lựa chọn chúng ta, và chúng ta có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm nhiều lựa chọn, thì rõ ràng là sau quá trình cọ sát như vậy, các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để biết được thực sự mình giỏi về ngành nào. Vậy thì chương trình tiêu chuẩn, định hướng việc làm rất là rõ ràng, định hướng ứng dụng rất là cụ thể, bạn học xong bạn đi làm được việc. Định hướng của chương trình đặc biệt thì nó mở rộng một chút xíu, sẽ cho bạn trải nghiệm nhiều hơn, chuẩn bị cho bạn nhiều hơn về tư duy, kỹ năng, thái độ, ngoại ngữ, để sau này bạn sẽ, sau quá trình trải nghiệm, bạn sẽ biết được là bạn phù hợp với ngành nào. Và cái chương trình tiên tiến của chúng tôi thì chúng tôi lấy thẳng chương trình của quốc tế đem về Việt Nam, và chương trình đó được khẳng định bằng chất lượng bởi quốc tế công nhận. Vậy thì các bạn thấy là khi các bạn vào Văn Lang, các bạn có sẵn một cái menu, và bạn cảm thấy bạn phù hợp với menu nào thì bạn sẽ lựa chọn cái menu đó. Thì đó là điểm khác biệt của chương trình, các chương trình. Thì cái gốc các bạn vẫn phải chọn trường là thứ nhất, sau đó các bạn chọn ngành, và sau đó các bạn mới chọn chương trình. Đó.
Thì các thầy cô ngồi đây sẽ tư duy với các bạn rất là rõ về các lựa chọn, các điểm khác biệt và cái kết quả đầu ra là như thế nào giữa các chương trình. Và các bạn có thể làm cái căn cứ đó để đưa ra quyết định. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Chắc là các bạn đã hiểu rõ hơn là về sự khác nhau giữa chương trình đặc biệt và chương trình tiên tiến, chương trình tiêu chuẩn. Nhưng mà cái sự lựa chọn ở trong phiếu đăng ký xét tuyển các bạn cũng không cần quá áp lực. Tại vì cái lựa chọn này là để các bạn định hướng ban đầu thôi. Còn có thể là vào khi mà nhập học thì các bạn có thể được tư vấn kỹ hơn và có thể lựa chọn lại theo cái nhu cầu của mình mà thiết thực nhất. Còn về đây thì em có thấy có nhiều câu hỏi về vấn đề hỗ trợ học phí, và những câu hỏi về hỗ trợ học phí hầu như câu hỏi nào cũng rất là dài. Thì ở đây em đọc một câu hỏi tiêu biểu là của bạn Nguyễn Tín Phát ở trường Hậu Thạnh Đông ở Long An. Bạn hỏi là hai chị của em đều đã tốt nghiệp tại trường Đại học Văn Lang năm 2018. Sau đó thì bây giờ em thì cũng sẽ đăng ký vào học, và em biết là trường có chế độ miễn giảm học phí khi mà có anh chị em học ở trường. Thì bây giờ thì cho em hỏi là mức giảm học phí như thế nào khi mà anh chị em đã tốt nghiệp. Và có một bạn khác thì hỏi là hiện thì em cũng đã có anh đang học ở trong trường, thì cho em hỏi mức giảm học phí là trường sẽ giảm bao nhiêu phần trăm ạ? Em mời thầy Tỏa. Tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Thật ra về trường Văn Lang rất quan tâm về cái chính sách học phí và hỗ trợ học phí cho sinh viên. Hiện nay trường đang có 18 cái chính sách, 18 cái đối tượng được hưởng cái chính sách của trường này. Nhà trường sẽ hỗ trợ học phí theo từng học kỳ, hai học kỳ trong một năm, và có 18 cái đối tượng được hưởng. Trong đó bạn có quan tâm cái đối tượng là anh chị em đã tốt nghiệp ở trường hoặc là anh chị em đang học ở trường. Đây là cái nhóm mà trường Văn Lang đang hỗ trợ đông nhất, chiếm một cái tỷ lệ đông nhất. Có thể Văn Lang có biết là tự hào hay là cái điều vui mừng gì là có anh chị đã học ở đây, trong giờ có em học, hoặc là hai anh chị em đang học. Và chúng tôi có một cái chính sách vui nữa là mà đang có nữa là sinh viên Văn Lang có cha mẹ đã từng học ở Văn Lang nữa chứ không phải là anh chị, nên các bạn biết thêm câu chuyện đó. Và có 18 chính sách như vậy thì cái mức mà hỗ trợ học phí nhà trường sẽ căn cứ trên học phí sinh viên đóng, và hưởng từ 18 chính sách đó thì hưởng từ 8-50%. Đối với anh chị em mà đang học thì mỗi người hiện nay hưởng là 12% trên học phí trên một học kỳ và dành cho hai lần trên một năm. Thì các bạn cũng yên tâm cái chuyện này, và đối tượng Văn Lang được hưởng thì mở rộng ra và quan tâm đến những người anh chị đã dìu dắt hoặc là định hướng cho em mình học ở trong này. Tôi nghĩ đây là một cái niềm tin mà các bạn đã được gửi gắm, hoặc là các bạn có một cái niềm tin nhất định là có ai đó đã trưởng thành ở đây, đã học ở đây, trải nghiệm ở đây để tư vấn hoặc là giới thiệu cho mình, có một cái gì đó nó đảm bảo. Và chúng tôi thấy là Văn Lang rất là vui là khi họp mặt cựu sinh viên thì anh chị em cùng đến, rồi khi mà mời liên lạc với phụ huynh thì gặp phải là cha mẹ của sinh viên là cựu sinh viên. Thì cái điều đó mà Văn Lang rất là thấy là may mắn và rất là vui, và cũng muốn là những cái chính sách này sẽ được là chắc là phải được tốt hơn nữa, chăm sóc tốt hơn nữa. Nên nếu ai đã có anh chị em, ba mẹ mà học ở Văn Lang thì tôi nghĩ đó là những cái kinh nghiệm quý báu hoặc là những cái trải nghiệm mà tốt nhất để cho các bạn có cái sự lựa chọn, cũng như nhà trường đã có sẵn cái chính sách này cho các bạn để các bạn được hưởng một cái phần nào đó, xem những cái niềm vui hoặc là cái động lực để học tập và chia sẻ khó khăn nếu mình đang rơi vào khó khăn hoặc là cần cái hỗ trợ. Thì tôi cũng chỉ nói thêm lại là có 18 cái chính sách như vậy. Một cái chính sách các bạn đang hỏi là chỉ một trong những cái chính sách của trường đang duy trì và phục vụ cho sinh viên thôi, chăm sóc cho sinh viên để các bạn yên tâm. Còn thông tin các bạn có thể tìm hiểu rất là nhiều nơi để biết cái chuyện này. Các bạn có thể tôi bổ sung thêm câu hỏi, câu trả lời của anh Tỏa. Thì chính sách của Văn Lang về mặt hỗ trợ học phí thì rất là nhiều. Thì trong đó nói thật ra đến giờ này chính sách này được sử dụng rất lâu, áp dụng rất lâu. Và theo tôi đây là một trong những cái chính sách nhân văn nhất của nhà trường Đăng Lang đối với người học, mà chúng tôi thể hiện cái sự quan tâm của người học của nhà trường. Thì tôi cũng xin chia sẻ là cách đây 10 năm Văn Lang đã có thế hệ thứ hai, tức là ba học Văn Lang ra trường, rồi sau đó con đã học cách đây 10 năm, do đó thế hệ thứ hai vào Văn Lang, tức là tiếp nối gót nhà cha mẹ vào Văn Lang rất là nhiều rồi. Do đó cái chính sách học phí này thì như anh Tỏa đã chia sẻ
nó nhằm thể hiện cái sự quan tâm của nhà trường, thể hiện cái sự sẻ chia của nhà trường đối với người học. Nó không gọi là nhiều, nhưng nó là một cái phần nào đó, nó làm cho người học cảm thấy yên tâm hơn, được chăm sóc và được quan tâm. Đây là một thương hiệu của trường Văn Lang. Dạ, chúng là hồi hôm bữa học học online á, cái mùa học online trường mình có hỗ trợ cho sinh viên và học phí á. Cái thông tin đó cũng làm cho cộng đồng phụ huynh rồi thí sinh cũng rất là quan tâm và yêu mến trường vì những cái chính sách nhân văn như vậy. Dạ, ở đây sau khi mà thầy tư vấn về hồ sơ xét học bạ thì ở đây có một nhóm các bạn lên hỏi, tại vì các bạn thuộc ngành năng khiếu. Dạ, như là bạn Tuyết Nguyễn hỏi là cho em hỏi là nếu mà em nộp hồ sơ đợt 1 nhưng mà em còn phải thi năng khiếu thì em sẽ xét như thế nào? Bạn Yến Vy hỏi là nếu khi nào thì các ngành năng khiếu thì sẽ có kỳ thi để có thể là trúng tuyển cùng với lại đợt 1. Dạ, em mời thầy tư vấn cho các bạn. Đúng. Hiện nay cái câu hỏi của bạn nó liên quan đến các cái tổ hợp đối với các cái ngành năng khiếu, tức là phải có một cái môn vẽ và hoặc là môn âm nhạc liên quan đối với các ngành piano thanh nhạc. Còn đối với các ngành mỹ thuật công nghiệp và ngành kiến trúc thì các bạn phải có vẽ. Thì vẽ ở đây á, thì cái môn hiện ra cái môn vẽ thì chúng tôi chưa tổ chức thi và cũng chưa có trường nào tổ chức thi. Vì vậy các bạn cũng yên tâm đạt đủ cái điểm đối với cả hai môn kia. Tức là giả sử như vào cái khối V thì các bạn có toán lý vẽ thì các bạn có đầy đủ môn toán môn lý rồi. Thì các bạn cứ chờ môn vẽ. Thì khi nào nhà trường sẽ có cái thông báo cụ thể về việc tổ chức thì các bạn, nhà trường sẽ tự động lấy cái điểm đó các bạn đã thi thì thả vào chung trong cái tổ hợp để đầy đủ và chúng tôi tiếp tục xét. Đó, nếu bạn nào mà khi thi vẽ trên 5 điểm thì gần như an tâm đối với các cái ngành mà các bạn đã đăng ký. Để hoặc là các bạn có thể thi ở trường khác lấy cái điểm đó để chuyển vào Văn Lang. Do đó môn thi vẽ chúng tôi rất linh động cho rất nhiều trường. Mà cụ thể các cái thông báo trên thông tin mà chúng tôi đã đưa một số trường nào thì Văn Lang sẽ tổ chức thi vẽ tùy theo cái tình hình thực tế. Có nghĩa chúng tôi có thể nếu không thi, ví dụ như Trung học Phổ thông Quốc gia chúng tôi chỉ xét tuyển, không thi tuyển, thì môn thi vẽ chúng tôi cũng sẽ có tổ chức bằng cách online đó, tùy tình hình và chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể hơn sau. Tuy nhiên các bạn cứ yên tâm, có đầy đủ hai môn kia thì môn thi vẽ sẽ có thông báo. Và khi nào các bạn có cái đầy đủ điểm đó thì chúng tôi sẽ tự động cập nhật cái điểm đó để xét cho các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Có một lượng lớn câu hỏi các bạn hỏi ở đây là liên quan đến ký túc xá. Các vấn đề ví dụ như là ký túc xá của trường ở đâu, có nằm trong campus của trường không? Rồi khi nào thì em có thể đăng ký ký túc xá, chi phí ký túc xá như thế nào? Dạ, những câu vấn đề này thì em nhờ anh Toản có thể tư vấn cho các bạn ạ. Đúng là các bạn sẽ quan tâm cái này rất là nhiều. Cộng đồng sinh viên Văn Lang hiện nay cũng hơn một nửa sinh viên là đang ở các tỉnh thành. Nên khi câu chuyện mà các bạn đặt hồ sơ xét tuyển hoặc là khi trúng tuyển thì câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhà trường thường gặp là có chỗ trọ cho sinh viên không, có ký túc xá không. Trường có ký túc xá, trường có một cái kênh là các anh chị tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn để cho một cái thế hệ đàn em chuẩn bị vào. Là các cái địa chỉ nhà trọ, ký túc xá tư nhân hoặc là các nơi mà có sinh viên mình để có thể là lưu trú học được. Trường có một cái ký túc xá, đương nhiên là cái chỗ ký túc xá thì nó không đáp ứng hết cả sinh viên, nhưng mà có cái chính sách là ưu tiên cho sinh viên năm nhất. Và sinh viên có những cái điều kiện mà nhà trường đưa ra thì khi mà sinh viên đã là trúng tuyển, các bạn đã nhận được cái giấy báo nhập học của trường Văn Lang thì các bạn có thể bắt đầu đăng ký về bên trung tâm hỗ trợ sinh viên. Trong thư báo nhập học có một cái địa chỉ cho các bạn đăng ký. Đó là cái các bạn yên tâm thứ nhất. Cái thứ hai, khi các bạn nhập học thì cũng có các anh chị đội ngũ tình nguyện viên sẽ tư vấn cho các anh bạn lựa chọn như thế nào là một cái chỗ ở phù hợp nhất cho sinh viên khi ở trọ ở học tập ở Văn Lang. Tại vì Văn Lang có 3 cơ sở ở 3 quận, quận 1, Bình Thạnh, Gò Vấp. Thì cái điều kiện và chi phí nó sẽ là khác nhau và các bạn sẽ được tư vấn rất là kỹ. Nếu mà ở cơ sở 1 thì thuận tiện như thế nào, di chuyển bằng phương tiện gì cho nó tiết kiệm, an toàn và phù hợp với mình nhất. Nên khi mà các bạn trúng tuyển thì các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi hoặc là cần sự hỗ trợ thì các bạn cứ liên lạc với trường. Trường có cái đội ngũ chăm sóc cái này cho các bạn yên tâm và chúng tôi đã làm suốt hơn 20 mấy năm qua rất là tốt. Và khi mà phụ huynh hay sinh viên lên nhập học ở trường thì rất là hài lòng cái chuyện này.
nên các bạn cũng yên tâm. Có nhiều cái sự lựa chọn là ngoài ký túc xá, những cái nơi ở lưu trú mà các bạn được ở chung với cựu anh chị sinh viên Văn Lang đang học tập thì nó sẽ rất là thuận lợi cho mình học tập, kể cả ký túc xá ở đâu, nhưng mà những nơi đó sẽ tốt nhất cho sinh viên Văn Lang và các bạn được hỗ trợ học tập tốt hơn. Và tư vấn các bạn rất là kỹ cái chuyện này về chỗ ở, địa bàn, giá cả, an ninh, tất cả các thứ. Thì nói để các bạn biết yên tâm thêm cái chuyện mà khi lên chuẩn bị lên thành phố để học tập thì đương nhiên ba mẹ và ai cũng phải lo lắng, nhưng nhà trường đã chuẩn bị cái này rất là chu đáo cho các bạn. Thông thường thì cái mùa này là em thấy là ở bên đội hình mùa hè xanh đó là sẽ có một đội hình khảo sát nhà trọ, và các bạn sẽ trực để tư vấn cho các bạn thí sinh khi mà nhập học. Thì năm nay thì chắc chắn là khi mà đến giai đoạn nhập học thì cũng sẽ có một đội hình sinh viên sẽ hỗ trợ các bạn thông tin cụ thể. Ngoài fanpage trường Đại học Văn Lang á, thì trung tâm hỗ trợ sinh viên nè, hay là ký túc xá của trường Đại học Văn Lang cũng có fanpage riêng nữa, thì các bạn cũng có thể follow các trang này để hỏi thông tin cụ thể hơn về các vấn đề mình quan tâm nha. Liên quan đến cơ sở vật chất thì hồi nãy có một bạn hỏi một ý mà thầy Tuấn chưa trả lời á thầy, đó là khi mà các bạn động trúng tuyển một ngành á thì các bạn có di chuyển cơ sở học trong quá trình học không? Dạ thì thầy có thể tư vấn kỹ hơn cho các bạn chỗ này không ạ? Câu hỏi của bạn thì thật tình là có rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm, vì nó liên quan đến cái kế hoạch học tập và cái nơi ăn chốn ở của khi các bạn để vào thành phố. Thì như anh Tỏa thông tin thì trường Văn Lang số sinh viên mà nhập học hiện nay đang học tại Văn Lang thì chiếm khoảng là 70% là sinh viên ở các tỉnh đến. Và ngay cả trong thành phố chúng ta thấy thì muốn chọn địa điểm học nào thì cũng phải chọn cái ngành nào đó ngoài cái ngành mong muốn, thì cũng phải tìm cái cơ sở làm sao cho khỏi đi xa. Thì cái này là cái thực tế. Thì hiện nay á, thì trường chúng tôi có 3 cái cơ sở đào tạo, gọi là cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3. Nơi tôi đang ngồi ở đây là cơ sở 1 ở quận Nhất, 45 Nguyễn Khắc Nhu. Ở đây sẽ đào tạo cho một số ngành kiến trúc, ngành xây dựng, ngành 2 ngành luật, đó là luật kinh tế và luật học. Rồi ngành ngôn ngữ Anh, đó là tất cả các cái ngành sẽ học tại cơ sở 1. Còn cơ sở 2 là ở 233 Phạm Văn Trì, quận Bình Thạnh, thì cơ sở đó sẽ tổ chức đào tạo cho tất cả các ngành liên quan khối ngành sức khỏe, cụ thể là các ngành dược học, ngành kỹ thuật xét nghiệm và ngành điều dưỡng. Đó là 3 ngành mà sẽ học cái cơ sở 2, học và thực hành đều ở cơ sở đó. Còn tất cả các ngành còn lại, tất cả các ngành còn lại đều học tại cơ sở 3, đó là cơ sở đóng tại Gò Vấp, mà cái campus mà liền nay có một, sắp tới có một cái phần á là không gian để liên quan tổ chức cho cái kết nối hôm nay, đó là cái không gian khổng lồ nhất của các cơ sở của Văn Lang. Tất cả các ngành sẽ học còn lại sẽ học ở đó. Thì trong quá trình học các bạn á, đã tổ chức cụ thể học ở đâu? Ví dụ ở đây ngành, nếu các bạn đăng ký vào ngành ngôn ngữ Anh mà học ở đây thì học cố định suốt ở đây, chứ không phải di chuyển lại qua lại các cái nơi. Ở đó các đề các bạn và phụ huynh cũng yên tâm tìm một cái chỗ ở cho các bạn nào đến với Văn Lang, đến cái cơ sở nào và ngành nào được thuận tiện nhất. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Về chương trình đào tạo đặc biệt á, thì ở đây em thấy có câu hỏi của bạn Nhật Vi. Bạn hỏi đó là em có thể là học thử một năm đầu chương trình đào tạo đặc biệt, sau đó thì đến những năm sau nếu không phù hợp em có thể chuyển qua chương trình tiêu chuẩn được không? Và có một câu hỏi khác đó là của bạn Đức Huy. Bạn hỏi đó là cho em hỏi đó là đối với chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình tiên tiến thì em có cần phải một học kỳ du học ở nước ngoài không? Dạ, em mời Đại Hải tư vấn thêm cho bạn. Cảm ơn bạn, câu hỏi này cũng rất là thú vị. Thì hồi nãy tôi có chia sẻ các anh chị về cái triết lý chương trình rồi đúng không ạ? Chương trình tiêu chuẩn thì hướng theo hướng ứng dụng và học gắn với việc làm. Còn chương trình đặc biệt thì là học gắn với trải nghiệm. Và chương trình tiên tiến thì các bạn trải nghiệm luôn trực tiếp vào chương trình chuẩn quốc tế. Vậy thì rõ ràng là trong 3 lựa chọn này này thì các bạn đều có quyền các bạn được trải nghiệm trong năm đầu tiên. Và nếu các bạn cảm thấy là bạn hợp với định hướng về tiêu chuẩn nhiều hơn, ứng dụng nhiều hơn thì bạn có thể chuyển về tiêu chuẩn. Hoặc là các bạn tiêu chuẩn cũng vậy, cảm thấy là mình thích trải nghiệm về môi trường quốc tế như thế nào thì bạn có thể đăng ký vào tiên tiến hoặc là đăng ký vào đặc biệt. Vậy thì cũng xác định với các bạn ở đây ha, đây là 3 chương trình
nhưng nó vẫn là trong cái trường Văn Lang của chúng ta, nên các bạn có thể là được lựa chọn và trải nghiệm tất cả những cái chương trình nào các bạn cảm thấy phù hợp. Và khi các bạn cảm thấy phù hợp rồi thì bạn sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp với cái lựa chọn của mình. Rồi câu hỏi, xin lỗi, câu hỏi thứ hai là à đúng rồi, câu hỏi này cũng rất thú vị. Và cái này thì không nhất thiết là chỉ học đặc biệt thì mới được đi du học. Tại vì cái định hướng của trường á, là theo định hướng về ứng dụng. Như vậy thì cái giai đoạn năm cuối của các bạn rất là quan trọng. Thì vậy, tại vì cái giai đoạn đó chính là giai đoạn các bạn phải trải nghiệm về nghề nghiệp, trải nghiệm về công việc và trải nghiệm về việc làm. Vậy thì trường có rất nhiều hình thức cho các bạn trải nghiệm. Thứ nhất là các bạn có thể làm học kỳ doanh nghiệp, hoặc là các bạn thể thực tập tại doanh nghiệp, hoặc là các bạn có thể đi làm tại các công ty, hoặc là các bạn sẽ tham gia đăng ký các chương trình hợp tác trao đổi với nước ngoài. Vậy thì đó là lựa chọn các bạn thôi. Và nếu như điều kiện các bạn cảm thấy là bạn đủ điều kiện, bạn muốn trải nghiệm nước ngoài, thì trường có rất nhiều chương trình hợp tác để có thể các bạn có thể tham gia. Và chắc chắn là cả 3 chương trình các bạn đều có thể tham gia được chương trình này. Ví dụ như một vài chương trình, ví dụ như bên Đài Loan là chúng ta đang có sẵn chương trình nè, bên Victoria, bên Úc là đang có sẵn chương trình nè, và một vài chương trình khác. Nên là các bạn yên tâm, đó là lựa chọn của các bạn thôi. Và nếu chúng ta trải nghiệm nhiều thì chúng ta có càng có nhiều kiến thức, càng nhiều lối vốn sống và chúng ta sẽ dễ thành công hơn trong tương lai. Đó là câu trả lời. Một cái câu hỏi khác không? Hai câu hỏi mà em nghĩ là trả lời sẽ rất là khó nè. Đó là bạn Thanh Trí, bạn hỏi là trường có bao nhiêu hoạt động phong trào sinh viên? Rồi bạn Như Quỳnh hỏi là trường có bao nhiêu câu lạc bộ, có thể review sơ sơ cho em được không ạ? Dạ, câu hỏi này khó không anh Tuấn? Không khó lắm. Khó về số liệu, khó về số lượng, khó về ngồi kể cho hết thì chắc là không biết rút làm sao cho nó đủ cái chương trình. Tuy nhiên để nói chung cho các bạn đang xem hoặc là các bạn tìm hiểu hiểu thế này, ngoài cái chuyện học tập thì trường Văn Lang đang quan tâm rất là lớn cho cái môi trường học tập các bạn. Trải nghiệm cái chuyện học tập, trải nghiệm sinh hoạt ở đây là cái câu chuyện mà ai là sinh viên Văn Lang hoặc là ai đã cựu sinh viên Văn Lang đã thấy. Và khi nói cái chuyện này thì nói rất là nhiều. Nhưng mà để các bạn hiểu thêm là trường Văn Lang không phải là chỉ có những cái hoạt động gì chúng tôi không kể hết, mà có những đợt hoạt động cao điểm. Còn trong một năm thì tất cả các cái hoạt động đều được dàn trải cho nó phù hợp. Quan trọng là các bạn có mấy cái yếu tố các bạn có đảm bảo hay không. Một là phải sắp xếp thời gian học tập và tham gia các cái hoạt động này. Hai là quản lý về mặt thời gian nó tốt. Cái thứ ba là phải có sức khỏe nữa. Còn tham gia cái này mai đuối không đi học tập được thì cái này là nhà trường không mong muốn. Trường có nhiều hoạt động mà tôi kể, tôi nói gì thì chắc là không bằng các bạn sẽ search một cái từ khóa nào về Văn Lang, ngày hội sinh viên Văn Lang, hoặc nếu ai quan tâm cái ngành nào đó thì search một cái từ khóa của cái chương trình đặc trưng của ngành đó, hòa sắc của mỹ thuật công nghiệp, kiến xây của khoa kiến trúc, neon hay là click via của khoa quan hệ công chúng truyền thông nghệ thuật, rồi vẻ đẹp tiềm ẩn của khoa du lịch, rồi quản trị tài chính, kế toán, công nghệ thông tin đều có hết. Đó là cái hoạt động là từ cấp khoa, cấp trường, rồi các cái sự kiện lớn hơn của trường nữa. Trường Văn Lang cũng đã đăng cai những cái hoạt động tổ chức cho sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 lần, hai cái hoạt động hơn 10 năm qua nay, với quy mô là khi mà tổ chức thì hàng chục ngàn sinh viên tham gia. Thì các bạn biết là mình tham gia được hay không là bản thân mình nữa. Và câu lạc bộ đội nhóm là một cái sự lựa chọn đúng cái sở thích, đúng cái mà có thể là mình đang là sở trường hoặc là cái mình đang thiếu. Thì tôi khuyên là cái đam mê, cái sở trường thì các bạn nên tham gia và chọn một cái gì đó mà mình cảm thấy mình đang thiếu tự tin để mình khắc phục, thì nó sẽ duy trì được, cải thiện được mình và giữ được cái đam mê. Ví dụ như là ai thích bóng đá thì đương nhiên trường có câu lạc bộ bóng đá để các bạn sinh hoạt chơi với những người đam mê trong đó. Nhưng mà mình thiếu về cái việc mà tự tin nói chuyện trước công chúng hay gì đó, các bạn có câu lạc bộ 3N của khoa quan hệ công chúng truyền thông nghệ thuật để nghe, nghĩ, nói và trình bày là như thế nào. Thì đó là câu chuyện. Trường có 17 khoa thì có 17 cái đoàn hội khoa có chương trình đặc trưng. Trường hiện nay có 31 câu lạc bộ đội nhóm để các bạn lựa chọn. Học thuật có, vì cộng đồng có, về kỹ năng có, vì sự kiện có. Thì chắc là rất là nhiều để lựa chọn, nhưng mà chọn như thế nào cho nó phù hợp nhất với mình, chọn như thế nào để cho tương lai mình và học tập tốt nhất ở đây, thì cái đó là các bạn nên cân nhắc. Còn trường Văn Lang đưa một cái menu rất là lớn và các bạn phải lựa chọn chứ đừng choáng ngợp và
em vì em tham gia hoạt động nhiều quá nên em không có thời gian học tập, chắc là thầy cô sẽ buồn. Nhưng mà chúng tôi trường Văn Lang đưa ra những cái lựa chọn như thế để các bạn có hai cái trải nghiệm về kiến thức và nhìn nhận về các cái hoạt động xã hội, hoạt động phong trào để khám phá bản thân mình, suy nghĩ tích cực hơn, thích nghi tốt hơn. Có những cái hoạt động các bạn khi tổ chức thì các bạn buồn, nhưng mà sau thời gian trải nghiệm thì các bạn nói là đó là một cái kinh nghiệm mà em không có được ở nơi khác. Tại vì khi lúc sinh viên thì em được quyền làm những cái này, ý kiến của em có thể sai. Và cái khác của sinh viên Văn Lang là các bạn biết thêm là những cái chương trình đó nhà trường đầu tư về mặt cơ sở vật chất cho các bạn sử dụng, về mặt kinh phí nhà trường sẽ hỗ trợ thêm. Nhưng từ cái ý tưởng, từ kịch bản, từ chương trình, từ nội dung các bạn phải đưa ra và các bạn phải là người điều phối cái chương trình đó thì cái trải nghiệm nó sẽ lớn hơn. Và chúng tôi định hướng là các bạn hãy là người chơi chứ đừng là khán giả. Thì những gì mình làm mình sẽ nhớ rất lâu và kinh nghiệm và trải nghiệm của mình sẽ nó nhiều nhất. Nên những cái hoạt động câu lạc bộ, hoạt động của sinh viên đều do sinh viên tự đề xuất, tự định hướng. Nhà trường sẽ định hướng về nội dung và xem yêu cầu như thế nó phù hợp hay không thôi. Còn những cái khâu từ, cái khâu vận hành nhỏ nhất cho đến cái người mà trao giải đi nữa thì các bạn có quyền đề nghị và các bạn set up một cái chương trình nó đúng mong muốn hoặc là cái ý tưởng của mình. Thì đó là cái mà tôi nghĩ là sinh viên Văn Lang có thể là các bạn học được nhiều hay không, nhưng mà cái trải nghiệm ở đây rất là lớn. Nên khi các anh chị quay lại ở đây là những cái ngày tháng học tập, những ngày tháng tham gia hoạt động, thì đó là cái mà tôi nghĩ là học sinh đang cần. Tại vì khi mình ở tỉnh lên thì không biết là ở đây mình sẽ tham gia cái gì, rồi mình có cái khác gì ở phổ thông không, rồi mình có bị thế này thế kia không. Nhưng mà ở đây một môi trường rất là tạo điều kiện để các bạn phát triển về kỹ năng, những cái gì mà mình đam mê, những gì mình phải học, những gì mà mình cảm thấy thiếu tự tin. Thì phong trào hoạt động thì tôi nghĩ là nói rất là nhiều, nhưng mà quay lại câu chuyện là các bạn tự tìm cho mình một từ khóa đúng với cái ngành nghề hoặc cái sở thích của mình. Tôi nghĩ các bạn sẽ chắc là sẽ rất là phấn khích khi tìm một clip nào về một cái chương trình đặc trưng của các khoa để mình có thể hứng thú không, mình có động lực không, và các anh chị chào đón các bạn như thế nào. Đó là câu chuyện mà Văn Lang nó tôi nghĩ nó khác và sinh viên sẽ hài lòng, phụ huynh yên tâm khi con gửi con em mình vào đây học tập để con em mình được sáng tạo và trải nghiệm nó nhiều. Cảm ơn các bạn. Nhân nói về cái đời sống hoạt động phong trào rất là sôi nổi của sinh viên Văn Lang, thì fanpage trường có nhận được một bức thư của một bạn gửi mà em đọc em cười hoài luôn á, tại vì dễ thương quá. Đó là bạn đó hỏi là thực sự là em nói thiệt với admin là em mê trường Văn Lang từ lâu rồi. Bởi vì thứ nhất là trường quá đẹp, cơ sở 3 triệu view sống ảo. Thứ hai nữa đó là phong trào hoạt động sinh viên của các anh chị quá nhiều. Em xem mà hết lễ hội này đến lễ hội khác không hết trên YouTube. Thì thật ra thì anh của em cũng đang học tại trường Văn Lang, anh em học mỹ thuật công nghiệp. Và khi mà thấy là anh của em suốt ngày đi làm lễ hội á, thì mẹ em ở nhà có la và bảo là đi học mà suốt ngày đi chơi, suốt ngày làm lễ hội thế này thì học hành gì. Nhưng mà anh em nói là nếu mà không làm lễ hội á, thì cái này con lấy điểm rèn luyện chứ không phải là để đi chơi đâu. Nói để cho mẹ yên tâm. Thì cho em hỏi thêm á, là điểm rèn luyện ở đại học là như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến kết quả nhận học bổng của em không? Thì câu này thì em nghĩ là anh Tuệ tư vấn thêm cho bạn. Thì quay lại câu chuyện là cái môi trường học đại học nào, kể cả các trường khác hay là trường Văn Lang, đều học tập và rèn luyện. Là câu chuyện là bắt buộc để chúng ta có 4 năm ở đây để rèn luyện và học tập và đạt một cái mục tiêu mà mình đặt ra khi chọn trường Văn Lang hay một trường nào khác. Rèn luyện thì sinh viên có hai cái chuyện phải làm. Một là tham gia học tập, tham gia rèn luyện. Trong rèn luyện một học kỳ hay một năm thì các bạn được list tại mô tả liệt cái kê lại những cái hoạt động rèn luyện của mình tham gia, nào là học tập, nào là vì cộng đồng, nào là về nghiên cứu khoa học, nào là về các cái tham gia về trách nhiệm với xã hội, không với pháp luật của nhà nước. Thì tất cả có một cái bảng hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện, thang điểm là 100, rất là nhiều đó. Thì các bạn có thấy từ đầu như thế để đặt cái mục tiêu cho mình. Và điểm rèn luyện là một cái phần tôi nghĩ là khi mình trải nghiệm rồi thì nó sẽ gắn lại thôi, chứ không phải là đặt mục tiêu để đạt 100 điểm rèn luyện. Thì có hai câu chuyện mình suy nghĩ nó tích cực hơn.
khi xét học bổng á, thì nhà trường xét hai yếu tố, một là điểm học tập và điểm rèn luyện, hai cái này là bắt buộc đi chung. Điều kiện để xét học bổng của trường Văn Lang là điểm học tập là phải từ 7.0 trở lên, điểm rèn luyện là từ 70 trở lên, đó là điều kiện để xét thôi. Nhưng mà sẽ xét với cái tiêu chí từ trên xuống dưới, thì bạn nào điểm học tập cao, điểm rèn luyện cao thì đương nhiên là cái việc mà học bổng rất là khả năng nhận được học bổng của Văn Lang khả năng rất là cao rồi. Nên rèn luyện các bạn đừng có nghĩ là vì một cái điểm, nhưng mà những cái hoạt động của mình hàng ngày nó sẽ gắn với cái điểm rèn luyện và cái rèn luyện của bản thân. Tại vì trường tổ chức những cái hoạt động hay là cho sinh viên tổ chức những cái hoạt động đó là có cái định hướng để các bạn rèn luyện, chứ không phải là chỉ hôm nay ngày đấy là đi xem chương trình văn nghệ hay là chỉ là chương trình vui thôi. Vì ví dụ như các bạn có hỏi là anh của em là ở khoa mỹ thuật công nghiệp làm cái lễ hội, thì sinh viên mỹ thuật một cái chương trình mà tôi nghĩ là ở ngoài họ nhìn vô họ còn khủng khiếp, là một cái chương trình được đầu tư từ sân khấu, kịch bản, nội dung, tiết mục mà ai không ai nghĩ là chỉ có sinh viên làm hết. Thì sau cái chương trình thì đồng lại các bạn là em đã tư duy được cái này, em thiết kế được cái này, em hình dung được một cái chương trình như thế và em trình bày với cái nhóm em, khi thuyết phục các bạn chọn cái dự án hay chọn cái nội dung này là nó đã khác rồi. Nên học tập rèn luyện thì nó sẽ theo suốt đời chúng ta, nhưng mà chúng ta hình dung một cách tích cực và những cái hoạt động hàng ngày của mình tích cực là một cái hoạt động mà rèn luyện ở trường bắt buộc, thì tôi nghĩ nó không quá nặng nề. Và đừng có phải sợ cái chuyện mà điểm rèn luyện tại trường Văn Lang. Liên quan đến cái câu chuyện điểm rèn luyện rồi điểm học tập thì hai cái đó không thể tách rời được, thì từ đó nảy sinh ra câu chuyện là học bổng. Đã học bổng mà trong câu hỏi của bạn có đưa ra thì tôi cũng muốn bổ sung thêm cái ý của anh Tọa đưa vào. Tức là cái học bổng của Văn Lang nó theo tôi cũng là một cái tính cách nhân văn ở trong khi xây dựng cái chính sách học bổng này. Có nghĩa là học bổng á, mà trường Văn Lang ra ngoài cái tiêu chí gọi là cái ngưỡng tối thiểu là phải 7 điểm, là phải 70 điểm điểm rèn luyện trên 100 điểm thì cái ngưỡng tối thiểu để xét. Tức là muốn á, mà được học bổng thì tối thiểu bạn học tập và rèn luyện phải đạt cái đó, rồi sau đó lấy từ trên xuống. Nhưng ở đây một cái nhân văn mà tôi muốn chia sẻ đó là trường Văn Lang học bổng là tính theo cái định mức. Vì sao? Vì mỗi ngành, mỗi lớp nó có cái số lượng sinh viên khác nhau. Ví dụ ngành quan hệ công chúng hiện nay là đông nhất đó, rồi có một số ngành kỹ thuật là ít nhất. Thì nếu chúng ta cứ căn cứ trên cái đủ cái điểm đó để mà lấy thì nó có sự bất công giữa các cái ngành. Và chưa kể ra là có một số ngành đó, là để mà đạt được một cái điểm 7 chẳng hạn thì rất là dễ. Mà có một số ngành liên quan đến ngành kỹ thuật, ví dụ kiến trúc, ví dụ xây dựng, mà để được 7 rất là khó. Vì vậy chúng tôi căn cứ tối thiểu, đó là mức tối thiểu. Tuy nhiên khi lấy định mức, tức là lấy bao nhiêu phần trăm trong cái số đó. Bao nhiêu phần trăm, ví dụ giả sử như lấy một cái suất 10% cho một cái suất học bổng nào đó, thì chúng tôi lấy theo cái tỷ lệ đó, chứ không phải lấy theo cái số lượng của trong lớp học. Thì đây là một cái mà chúng tôi thấy một cái chủ trương, một cái chính sách để làm sao đảm bảo sự công bằng tối thiểu nhất đối với tất cả các cái ngành nghề, đối với cái chất lượng học tập, đối với cái mức độ học tập của các cái ngành nghề khác nhau và số lượng sinh viên trong mỗi ngành nghề. Thì cái này là khi mà xây dựng cái chế độ chính sách thì tôi thấy cái hay của Văn Lang trong cái chính sách học bổng. Nhiều phụ huynh khi mà con mình từ quê lên Sài Gòn học á, thì lo lắng là con không lo học mà thấy bề nổi là nhiều hoạt động phong trào. Thì em muốn thêm thầy hỏi tư vấn thêm một chút là về từ cấp khoa thì cái việc cân đối giữa việc học và việc rèn luyện cho sinh viên ở khoa mình thì sẽ tổ chức như thế nào để phụ huynh có thể yên tâm hơn khi con mình đi học tự lập ở trên Sài Gòn ạ? Thì tức là mỗi cấp khoa đều có cái chương trình và có cái kế hoạch riêng. Và khi mà các khoa xây dựng kế hoạch ấy, thì bao giờ cũng ưu tiên cái việc học hành của các bạn trước hết, và sau đó mới tới cái phần rèn luyện. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn ấy, thì rõ ràng là cả hai hoạt động này nó đều hỗ trợ cho nhau hết. Tại vì chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới biến những cái kiến thức mà chúng ta học thành cái kỹ năng, thành tư duy, thành thái độ của chúng ta được. Nên là như anh Toàn cũng chia sẻ rồi đó, thì ở góc độ các khoa ấy, thì nó đều phải nằm trong cái kế hoạch chung của trường. Và trường sẽ có những cái hoạt động mà dành cho học thuật, những cuộc thi, những chương trình, những cái câu lạc bộ học thuật
và song song đó thì lại có những câu lạc bộ chuyên về kỹ năng, về tư duy để giúp cho các bạn phát triển toàn diện. Và các khoa thì đều nằm trong cái chiến lược chung của trường. Về chương trình học ở trong thời đại học á, thì ở đây em thấy có một số bạn hỏi, như là bạn Thùy Lan hỏi là cho em hỏi một năm thì ở đại học có bao nhiêu học kỳ, mỗi học kỳ là bao nhiêu tháng, và số tín chỉ thì tín chỉ là gì. Rồi bạn Đình Bảo thì hỏi là trường mình có học kỳ hè không, và sinh viên có bắt buộc học hè không, tại vì em muốn là thời gian hè thì về quê để thăm gia đình. Thì các bạn lo xa đến cái lúc mà đi vào học luôn. Dạ, thì thầy Tuấn có thể giải thích cho các bạn đó không ạ? Thì trước hết á, thì cái câu hỏi này á, nó liên quan đến nhiều cái ngành và dạ, cái chương trình tổ chức đào tạo và kế hoạch đào tạo của trường. Thì tùy ngành mà các bạn chọn, thì có ngành á, là mỗi năm á, có 4 năm, 4 năm rưỡi hoặc là 5 năm. Thì tương ứng với nó là 8 học kỳ, 9 học kỳ hoặc 10 học kỳ. Thì cụ thể mà cái ngành á, mà số học kỳ nhiều nhất và số năm dài nhất đó là ngành kiến trúc, 5 năm là 10 học kỳ. Thì trên cái chương trình đào tạo là như vậy. Thì hiện nay các bạn biết rồi, những cái ngành mà liên quan đến khi đào tạo cái kỹ sư và kiến trúc sư, thì những ngành đó có số tín chỉ tối thiểu phải đạt cao hơn rất nhiều so với các ngành đào tạo cử nhân. Thì liên quan đến nó thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn, vì ở đây chúng ta không có thế nhiều thời gian để chia sẻ các cái thông tin về liên quan đến cái tín chỉ hoặc là chương trình đào tạo. Thì các bạn quan tâm đến chương trình đào tạo ngành nghề nào thì các bạn đi sâu vào tìm hiểu, và có cái buổi tư vấn sắp tới cho các cái ngành nghề đó thì các bạn đi sâu vào thì rõ hơn. Thì ở đây tôi xin muốn giải thích một số ý cơ bản nhất đối với cái câu hỏi mà các bạn đặt ra. Ví dụ như thứ nhất là thời gian đào tạo có học hè hay không. Thực chất một năm á, nhà trường có 3 học kỳ, ngoài 2 học kỳ chính thì có học kỳ phụ, học kỳ hè đó. Thì chúng ta có thể là tổ chức liên tục cả 3 học kỳ như vậy. Thì trường đang đào tạo theo tín chỉ, trường theo đào tạo đang đào tạo chính trị, do đó trải dài cho cả 3 tín chỉ. Thì học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ hè có thể là vài học kỳ 3. Do đó các bạn có thời gian nghỉ hè, nhưng thời gian nghỉ hè có thể là ngắn, hoặc các bạn có thể là không đăng ký cái thời gian học kỳ 3 đó, các bạn tập trung cho học kỳ 1, học kỳ 2. Đó. Hoặc là các bạn tổ chức học tập theo kế hoạch như thế nào đó để rút gọn trong cái thời gian trong năm. Thì do đó nếu mà các bạn mong muốn có nghỉ hè thì vẫn nghỉ được. Ngắn nghỉ được các bạn có thể đăng ký ít lại, hoặc các bạn dồn cho 2 học kỳ chính. Đó. Tùy theo cái định mức mà quy định theo của cái học kỳ chính. Thì ở đây á, là cái câu chuyện thứ hai là nói là về tín chỉ. Thì trường đang đào tạo tín chỉ. Thì mỗi tín chỉ á, là có là 15 tiết, mỗi tiết học là 50 phút. Thì tính ra cái khối lượng học tập là như vậy. Thì một môn học có tối thiểu á, là 2 tín chỉ và tối đa là 4 tín chỉ. Thì theo quy định như vậy, thì các bạn có thể là theo cái chương trình học, thiết kế học cái chương trình đó, các bạn có thể vào trong mỗi cái chương trình đào tạo của mỗi ngành, các bạn có thể xem cái chương trình đào tạo, cái môn học, cái học phần đó có bao nhiêu tín chỉ. Còn cái khối lượng để tính cái tín chỉ, có nghĩa một tín chỉ chúng ta có 15 giờ học, có như giờ tín chỉ, mỗi giờ như vậy là có 50 tiết, thì chúng ta có thể tính được liên quan đến khối lượng tín chỉ và cái học kỳ hè như vậy. Thì ngoài ra tôi xin khuyến cáo các bạn là các bạn cố gắng đi vào sâu hơn cái ngành nghề chúng ta cần nghiên cứu. Ở trong trường á, hiện nay á, là có cái chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chi tiết, thì các bạn có thể lên đó để xem, và những cái cam kết đào tạo tối thiểu của nhà trường đối với các cái ngành nghề đào tạo. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Có một số câu hỏi của một bạn, bạn hỏi đó là em search Google thì thấy là cơ sở 3 có đến 2 địa chỉ, thì có phải là trường có đến 2 cơ sở 3 không? Bạn này là chắc là chưa lên Sài Gòn rồi. Là thầy cô có thể tư vấn cho em là khi mà em đi học thì em nên đi bằng phương tiện gì để đến trường, và nếu em đi xe máy thì trường có bãi gửi xe ở trong trường không? Dạ, em mời anh Tỏa. Câu hỏi về địa chỉ trường, địa chỉ chị sẽ trả lời. Tôi chỉ biết nắm tắt cái cơ sở 3 của trường đúng là có 2 địa chỉ. Cơ sở 3 của trường về mặt địa lý mà quản lý về mặt hành chính thì nó nằm tại quận Gò Vấp. Nhưng cái miếng đất của trường, miếng đất mà khổng lồ của trường mà theo có sắp tới có một cái số đó, là cơ sở 3 đó. Thì miếng đất này á, là cái cơ sở 3 của trường, nó nằm trên cái địa lý thì nằm ở quận Gò Vấp, nhưng nó ranh giới nó xiết sát cái quận Bình Thạnh, và cái đường đi vào cơ sở 3 về phía quận Bình Thạnh nó tiện hơn rất nhiều, thông thoáng hơn rất nhiều. Thì do đó là có một cái địa chỉ đầu tiên, đó là địa chỉ tại quận Bình Thạnh, mà số cụ thể
là 69 / 68 đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh. Ngoài ra, vì đã nói là về mặt hành chính là quản lý chính là ở quận Gò Vấp, do đó phía quận Gò Vấp cũng có một cái cổng đi vào, và cái cổng đi vào đó là cổng Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Thì cái địa chỉ cụ thể là 80/68 đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Thì các bạn có thể hai địa chỉ như vậy. Thì nếu các bạn đi tiền ở phía nào thì các bạn sẽ đi theo cái địa chỉ đó. Thì nhà trường khi đến, nếu các bạn đến Văn Lang, như anh Toàn hồi đầu chắc bạn chưa đến, còn bạn đến Văn Lang thì các bạn yên tâm hoàn toàn về mặt đi đứng và cái tổ chức để đến trường như thế nào, thì trung tâm hỗ trợ sinh viên của anh Toàn sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các bạn và quan tâm rất là chi tiết đến với cái học tập cũng như là nơi ăn chỗ ở của các bạn. Anh Toàn có thể là bổ sung thêm. Dạ, em mình xin nói thêm chỗ các bạn hỏi lo lắng về cái phương tiện di chuyển giữa ba cơ sở. Đương nhiên trường Văn Lang có một cái lợi thế là ba cơ sở nằm trong nội thành, nên cái khoảng cách giữa ba cơ sở nó không quá xa nhau. Nên các bạn yên tâm, nếu mà xa nhất ở cơ sở 1 qua cơ sở 3 thì nó khoảng là 9 cây số, 8, chưa tới 9 cây số. Trừ điều kiện là các bạn đi lạc thôi. Thế còn khoảng cách giữa ba cơ sở nó gần, nên cái việc mà di chuyển các bạn không quá mất quá nhiều thời gian. Cái thứ hai về cái bãi giữ xe thì mỗi cơ sở nhà trường đều phải đáp ứng cho các bạn là có, nếu đi xe Honda thì kể cả xe đạp, xe máy điện các bạn đều có chỗ giữ xe. Cái đó là phải khẳng định, các bạn yên tâm. Và khi các bạn nhập học thì chúng tôi cũng cung cấp là gửi ở đâu, giá cả như thế nào. Chuyện đó nhà trường phải lo cho các bạn rồi, các bạn không phải lo cái chuyện lo là vào trường học cái gì và sau 5 năm làm cái gì thì nên lo. Chuyện thứ hai là về phương tiện di chuyển thì tôi nghĩ là có một ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó hơn các cái thành phố khác, là cái mạng lưới giao thông về công cộng phát triển, xe buýt công cộng rất là nhiều và liên tục, cũng như là xe chất lượng cũng rất là tốt. Ví dụ cơ sở 3 trước trường cơ sở 3 thì có một cái tuyến xe buýt 31, điểm cuối là trường Đại học Văn Lang, thì cái đó là cái lựa chọn tốt rồi. Và hai nữa là nếu mà sử dụng phương tiện công cộng hiện nay thì được nhà nước trợ giá, chi phí nó cũng tiết kiệm cho chúng ta. Sinh viên tỉnh lên đi xe buýt mỗi lượt chỉ có 2.000 đồng thôi, bằng một lượt gửi xe máy ở các nơi. Thì tôi nghĩ chúng ta nếu vì cái điều kiện gì đó mình có cái thời gian trải nghiệm ở thành phố, có thời gian làm một cái việc gì trên đường đi hoặc là tiết kiệm được chi phí thì cũng nên cân nhắc. Tại vì cái mạng lưới giao thông công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh rất là phát triển. Và tôi đọc thấy và cũng họ cũng có cung cấp là sắp tới các cái hình thức thanh toán nó sẽ là rất tiện hơn, thanh toán qua online, đi xe buýt rất là tiện lợi. Thì đó cũng cái lựa chọn mà chúng ta nên cân nhắc để giảm tải cho thành phố này. Chứ còn ở trường mà nếu mình mất thời gian gửi cái xe, mình đi kẹt xe gì đó thì nó sẽ là không hay, hoặc là mình cảm thấy nó khó chịu ở đây. Nhưng mà mình phải trải nghiệm hết thì nó sẽ là tốt hơn cho cái lựa chọn. Còn giao thông ở thành phố thì các bạn nên tìm hiểu kỹ trước, và thời đại công nghệ này thì có thể ngồi ở đâu cũng có thể tìm cái đường đi cách nào thuận lợi cho mình. Đó là các bạn lựa chọn khi mà bước lên thành phố Hồ Chí Minh, học ở Văn Lang, học ở một nơi nào khác, các bạn cũng nên tìm hiểu trước. Đó là lời khuyên dành cho các bạn. Có nhiều cái lo ngại của các bạn là học sinh khi mà sẽ bắt đầu cuộc sống đại học, thì có một lo ngại khác đó chính là về ngoại ngữ, về tiếng Anh. Thì ở đây em thấy có bạn hỏi là trong trường Văn Lang có các sinh viên ngoại quốc không? Và khi mà lên đại học rồi á, thì em nếu không học ngôn ngữ Anh thì em có bắt buộc là phải học môn tiếng Anh trong chương trình học không? Bởi vì em rất sợ môn này. Rồi một bạn khác hỏi là em thấy chương trình đặc biệt, theo như thầy tư vấn thì em hình dung đây là một chương trình cần sử dụng ngoại ngữ nhiều và yêu cầu cao. Thì nếu em không giỏi về ngoại ngữ thì em có thể theo chương trình này không? Thì về cái mà chương trình môn tiếng Anh ở trong đại học thì em mời thầy Tuấn tư vấn trước ạ. Xin chào các bạn. Thì liên quan đến câu hỏi này thì giống như cái câu hỏi trước, thì tôi cũng mong muốn các bạn đi vào trang web của trường, vào chương trình đào tạo để nghiên cứu kỹ về cái chương trình và cái tổ chức đào tạo như thế nào trong mỗi học kỳ. Hội học kỳ đó học các cái môn nào, hình thức học ra sao, phương pháp tổ chức thi, đánh giá, rồi khối lượng môn học, v.v. Để các bạn có thể lựa chọn để môn nào môn bắt buộc, môn nào môn tiên quyết, tức là môn nào phải học trước mới học môn sau, v.v. và v.v. Thì cái đó tôi khuyên các bạn nên vào cái chương trình để xem. Thì liên quan tới hỏi thì tôi cũng xin vắn tắt là
về cái môn tiếng Anh thì tùy chương trình đào tạo. Riêng cái ngành ngôn ngữ Anh thì bắt buộc chúng ta phải học toàn bộ ở tiếng Anh. Đây là cái ngành gọi là chuyên Anh, chuyên ngữ rồi, thì chúng ta học tất cả các môn học liên quan về ngôn ngữ Anh. Còn tất cả các cái ngành khác tại trường hiện nay đều có học Anh văn, thì cái Anh văn đó gọi là Anh văn tổng quát. Và ngoài Anh văn tổng quát còn có thể là có thêm môn Anh văn chuyên ngành đối với từng ngành nghề đào tạo phù hợp với cái ngành nghề đào tạo đó. Thì do đó Anh văn là bắt buộc. Thì tôi xin trả lời là Anh văn là môn gọi là Anh văn tổng quát, là môn học bắt buộc theo quy định cho tất cả các ngành nghề. Ngay cả cái ngành ngôn ngữ Anh thì ngoài Anh văn bắt buộc thì cũng phải học thêm một cái ngôn ngữ phụ, có thể là tiếng Hoa, tiếng Trung hoặc là tiếng Nhật. Do đó là Anh văn là cái môn đối với các cái ngành nghề ngoài ngành ngôn ngữ Anh thì đó là cái môn phụ. Thì do đó bắt buộc chúng ta phải học cái ngôn ngữ phụ đó. Còn đi sâu vào chi tiết tổ chức như thế nào và liên quan như thế nào thì thầy Hải có thể là nói thêm, bổ sung thêm. Dạ, cảm ơn thầy. Thì câu hỏi cũng rất là thú vị để chia sẻ cho các bạn. Thì tôi cũng như quý thầy cô ở đây là cũng đi trước các anh chị và các bạn tầm 20 năm thôi, không nhiều. Và đến bây giờ là chúng tôi cảm thấy là giá mà chúng tôi được học những chương trình mà bây giờ chúng tôi thiết kế sớm hơn. Tại vì rõ ràng những cái thế hệ chúng tôi là chưa có được trải nghiệm nhiều, chưa tiếp xúc quốc tế nhiều. Và cái tư duy thiết kế chương trình ấy, thì nó giải quyết được rất nhiều vấn đề trong lịch sử. Nhưng càng ngày ấy, thì cái sự tiệm cận với thế giới của chúng ta đã gần nhau rất nhiều rồi. Thì cái tôi nói xin nói riêng về chương trình đặc biệt chút xíu. Thì mọi người thấy thực tế về khi chúng ta đi làm việc làm chẳng hạn. Ngay cả ngành IT đi, ngành là đơn giản. Nếu chúng ta không biết tiếng Anh thì lương ra trường chúng ta là 12 đến 15 triệu. Nhưng chúng ta biết tiếng Anh thì nó lên tới 20-25 triệu, đơn giản. Hoặc là chúng ta học ngành dịch thuật, chúng ta chỉ biết một ngôn ngữ là tiếng Anh không thôi, thì lương chúng ta chỉ khoảng như vậy. Nhưng nếu chúng ta biết thêm tiếng Hàn, và rõ ràng chúng ta làm cho những công ty FDI, thì lương chúng ta đã lên một mức kế tiếp rồi. Hoặc là những cái ngành khác, chúng ta muốn học về ngân hàng, nhưng nếu như bạn có thêm kỹ năng về PR, về truyền thông, hoặc là về tâm lý học chẳng hạn, thì cái cơ hội việc làm của bạn sẽ được cao hơn và mức lương, mức thu nhập cũng tốt hơn rất nhiều. Vậy thì quay lại, khi mà chúng ta thiết kế chương trình như vậy, rõ ràng là chúng ta bắt đầu lấy cái chuẩn của thế giới, chúng ta đưa chuyển dần về Việt Nam. Và các bạn thấy là theo từng lộ trình ha, thì những tiêu chuẩn mà chúng ta muốn á, là gần như chúng ta bắt đầu đạt được. Đó, ví dụ như là chuẩn công dân toàn cầu, nghĩ thì nó rất là sâu xa, nó là ghê gớm đâu đó. Nhưng thực ra công dân toàn cầu là gì? Là chúng ta giao tiếp, chúng ta nói chuyện với nhau bằng cái ngôn ngữ của họ. Vậy thì đó chính là tiếng Anh. Rồi, họ phải có những cái tư duy mà cùng phát triển, rồi cùng hợp tác, cùng đổi mới sáng tạo, cùng hướng tới kết quả việc làm. Vậy thì nó chính là tư duy, là kỹ năng, là thái độ. Và chúng ta cần gì nữa? Cần kiến thức về chuyên môn, chuyên sâu. Ngoài kiến thức rộng thì chúng ta phải có kiến thức về chuyên sâu để chúng ta làm việc. Vậy thì rõ ràng khi chúng ta kết hợp những cái tư duy đó vào trong một chương trình đào tạo thì các bạn không cần phải đi đâu xa, không cần phải ra trường, không cần phải đi học rất nhiều trung tâm để cuối cùng đạt được kết quả cuối cùng là chúng ta có việc làm. Mà chúng ta có ngay ở đây, ngay tại Văn Lang này. Vậy thì bạn nghĩ ra, bạn sẽ chọn một cái ngành nào đó bạn rất là yêu thích, rất là phù hợp, bạn chọn để phát triển trong tương lai. Và sau đó trường có sẵn một cái menu cho các bạn. Bạn cảm thấy, ô tôi sợ anh văn quá. Vậy thì làm sao? Bạn sẽ có những chương trình gọi là tiếng Anh chuẩn bị. Tại vì nếu các bạn không học ở đây thì bạn phải học chỗ khác. Vậy các bạn đăng ký ở trường, có trung tâm của trường học phí ưu đãi, thầy cô chất lượng. Và các bạn học xong thời gian chuẩn bị thì bạn hoàn toàn tự tin để bạn giao tiếp bằng tiếng Anh và tham gia vào chương trình học. Tương tự như vậy, những cái khóa về kỹ năng, ví dụ như tư duy growth, tư duy tăng trưởng, tư duy thiết kế, tư duy design thinking về đổi mới sáng tạo. Những cái này nó dạy trên thế giới cách đây 5 năm và chỉ công ty lớn mới được dạy. Và bây giờ các bạn có ngay chương trình đó trong chương trình đào tạo. Hoặc là cái môn về khởi nghiệp, mọi người thấy là rất là khó để chúng ta được học môn đấy, thì bây giờ có sẵn ngay chương trình đào tạo đặc biệt. Vậy thì các bạn thấy rõ ràng nếu chúng ta có nhiều cơ hội như vậy và các bạn được học và tiếp cận kiến thức này ngay từ đầu thì khả năng thành công của các bạn sẽ rất là nhiều. Vậy thì các bạn yên tâm là cứ đăng ký vào Văn Lang và sau đó các bạn trải nghiệm hết năm thứ nhất thì bạn sẽ biết là bạn sẽ rất giỏi về chỗ nào, bạn sẽ phát triển ở đâu. Bổ sung với cái ý của cái thầy Hải thì thầy Hải đã nói lên cái tầm quan trọng của cái ngoại ngữ, mà cụ thể ở đây là tiếng Anh. Thì chúng ta thấy là một để trở thành một công dân toàn cầu thì cái ngôn ngữ Anh không thể thiếu được, tiếng Anh không thể thiếu được. Và cái tầm quan trọng về cả kiến thức, về chuyên môn cũng như về vị trí xã hội cũng như là thu nhập vân vân thì tiếng Anh.
Thì ở đây tôi cũng muốn nói câu chuyện liên quan đến cái xây dựng nhân cách con người. Thì tiếng Anh không những là cái chuyên môn, đó là một chuyên môn, mà nó chính là cái kỹ năng. Mà khi xây dựng cái chương trình đào tạo và cái chuẩn đầu ra đối với một chương trình đào tạo thì bắt buộc môn có môn tiếng Anh trong đó, như tôi đã thông tin. Thì có một số ngành thì môn tiếng Anh yêu cầu chuẩn đầu ra là đạt mức này, có ngành thì đạt mức kia, và tối thiểu mà cái đạt được theo cái trường quy định như thế nào cho mỗi ngành thì các bạn có thể vào trang web để xem thêm. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nói là khi xây dựng nhân cách con người thì như câu chuyện là tiếng Anh là cái kỹ năng. Thì trước đây thì các bạn biết để xây dựng nhân cách thì có 3 cái mà thầy Hải cũng có đặt, đó là kiến thức, là kỹ năng, là thái độ. Thì trước đây là đặt theo thứ tự là kiến thức, rồi sau đó đến mới đến cả kỹ năng, đến thái độ. Nhưng giờ hiện nay sẽ đảo ngược lại. Để xây dựng nhân cách con người toàn cầu hiện nay thì kiến thức không phải nằm đầu tiên nữa, mà nằm thứ ba. Mà cái đầu tiên hiện nay là cần là cái gì? Đó là cái thái độ. Cái thứ nhì là đến kỹ năng. Và cái thứ ba khi đó mới đến kiến thức. Đó là cái mà chuyên môn mà chúng ta cần tìm đến của một trường. Do đó chúng ta thấy cái thái độ rất quan trọng. Mà đi đôi với thái độ là cái kỹ năng luôn luôn giữ ở vị trí thứ hai. Thì tiếng Anh là một trong cái kỹ năng mềm mà yêu cầu người học đạt được tối thiểu khi xây dựng nhân cách của một con người. Thì ở đây tôi muốn bổ sung thêm cái ý đó. Mà chị nghĩ là khi mà các bạn lên đại học rồi, các bạn cũng không lo lắng lắm về môi trường để rèn luyện tiếng Anh đâu. Tại vì ở các khoa hầu như đều có một câu lạc bộ tiếng Anh, các bạn sinh viên tự trau dồi với nhau rất là thấy kỹ năng lên sẽ rất là nhanh. Hoặc là trường hay có các cái sự kiện quốc tế thì có khách nước ngoài á, thì sẽ có những đoàn tình nguyện là sinh viên Văn Lang để các bạn làm biên phiên dịch. Thì những cái môi trường như vậy á, sẽ rất là thuận lợi cho các bạn để phát triển ngoại ngữ. Có bạn hỏi là có sinh viên nước ngoài nữa. Sinh viên nước ngoài em thấy ở một số khoa cũng có, đúng có. Rồi hiện nay ở trường có mười mấy sinh viên nước ngoài, mà cụ thể là Lào và Campuchia. Ở sinh viên đang du học ở đây. Lâu lâu đoàn mỹ thuật em thấy cũng có sinh viên Hàn Quốc qua. Đã, có sinh viên Hàn Quốc đã giao lưu. Còn sinh viên học tại trường luôn á, gọi là sinh viên ở trường đào tạo. Một vấn đề nữa mà các bạn quan tâm đó là về việc làm thêm. Thì trường Đại học Văn Lang có hỗ trợ những công việc làm thêm cho sinh viên không? Nếu có thì cụ thể là gì? Và sinh viên phải liên hệ với phòng ban nào để xin được việc làm để hỗ trợ tài chính trong quá trình học ạ? Em mời thầy Tỏa. Việc làm thêm thì hầu như sinh viên đều hỏi, hoặc là các bạn bắt đầu trường, các bạn lập kế hoạch tài chính cho mình, các bạn hỏi nhiều. Ở khi lên Sài Gòn thì các bạn có nhiều cái lựa chọn. Và tôi nghĩ cái thời đại 4.0 này để chọn một cái việc làm thêm ở các cái đơn vị nào đó thì không quá khó với chúng ta. Tuy nhiên trường có trung tâm hỗ trợ sinh viên là cái đầu mối cung cấp tất cả cái việc làm thêm ngoài trường, và ở trong trường còn sử dụng sinh viên làm thêm tại các đơn vị như là phòng tuyển sinh, trung tâm hỗ trợ sinh viên, thư viện, các cái bộ phận dịch vụ của trường. Và hình như là ở trường còn trả lương cao hơn ở ngoài hay sao á. Nên các bạn phải yên tâm, đầu mối là trung tâm hỗ trợ sinh viên nha. Nhưng cái chuyện mà tôi chỉ băn khoăn các bạn là tìm hiểu một công việc làm thêm hiện nay cho mình như thế nào phù hợp. Một là cái chi phí thu nhập của mình nó xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Hai là học cái việc đó nó liên quan đến cái ngành mình đang học hay không, nó giúp ích cho mình không. Ví dụ mình đang học về nhà hàng khách sạn thì mình làm phục vụ ở một cái thương hiệu nào đó thì nó sẽ rất là tốt, là mình học được nhiều cái nghiệp vụ trong đó. Cái thứ ba là chọn cái công việc gì mà nó phù hợp. Hiện nay có một số bạn khi chọn những cái việc mà không phù hợp thì các bạn hoặc là ở thành phố thì cũng có nhiều cái đơn vị nó có thể là thông tin không đầy đủ, công việc nó cũng không tốt, thì cái lựa chọn của mình hoặc là mình không được tư vấn kỹ thì nó dẫn đến nhiều cái nguy cơ hoặc là cái rủi ro cho bản thân thôi. Chứ còn trường thì có sẵn cái việc này, và các bạn cũng sẽ hỏi luôn là sau 4 năm học ở Văn Lang thì em có được giới thiệu việc làm hay không nữa. Chắc chắn là sẽ có câu hỏi đó. Tuy nhiên câu hỏi này thì với chúng tôi thì sẽ gặp khi sinh viên tư vấn tuyển sinh, khi sinh viên năm nhất. Nhưng mà hình như là học đến năm thứ 3 và năm thứ 4 thì sinh viên không hỏi câu này nữa. Đó là cái điều mà Văn Lang cảm thấy tự hào và chuẩn bị sẵn. Các bạn đến năm 4 thì chắc là phải quay lại hỏi các bạn là đã có việc làm chưa thôi. Thế còn sinh viên Văn Lang thì tôi thấy có một số ngành nhà trường có cam kết rõ ràng là đảm bảo 100% là có việc làm. Nhưng mà đến thời điểm năm thứ 3, thứ 4 các bạn đã chủ động cho cái việc mình rồi. Và các bạn có cái sự lựa chọn cho nó phù hợp với cá nhân. Và mình chịu trách nhiệm với cái lựa chọn đó. Thì các bạn yên tâm cái chuyện này. Đương nhiên giờ thời điểm này học sinh, phụ huynh chắc chắn là phải hỏi. Trường cũng có trách nhiệm chuẩn bị những cái
cái thông tin và những cái việc làm, những cái cơ hội cho các bạn đầy đủ. Việc làm kể cả là đồng nghiệp với các thầy cô cũng là một cái lựa chọn, chứ không phải là không học sau khi học cao học. Học hay là trải nghiệm ở đâu đó cũng là một cái việc làm, chứ không phải là không. Thì các bạn nên yên tâm cái chuyện này, và trường có các cái đầu mối. Khi các bạn làm một cái thủ tục nhập học thì các bạn được nhận đầy đủ các cái thông tin của trường. Và việc làm thêm thì đó là một cái việc mà trải nghiệm tốt. Và việc làm thêm ở trong trường thì tôi nghĩ là trải nghiệm tốt hơn nữa cho sinh viên Văn Lang. Đó là cái điều mà nên tìm hiểu trước. Tôi cũng muốn bổ sung thêm cái câu hỏi của bạn và cái ý trả lời của anh Tỏa. Thì ở đây á, trước hết á, thì khi mà vào một ngành nghề thì qua nhiều năm mà tư vấn tuyển sinh á, thì thường phụ huynh và thí sinh quan tâm đó là học cái ngành đó, học cái gì, rồi sau đó học á, là ra làm cái gì, làm ở đâu, rồi đi sâu vào là thu nhập, là cái ngành đó nó có phù hợp hay không, vân vân và vân vân, có nhiều yếu tố. Nhưng tóm lại á, là học cái gì và học ra làm cái gì và làm ở đâu, thì có nghĩa là cái câu chuyện mà chúng ta muốn đặt đây là cái việc làm sau này. Tuy nhiên ở đây á, khi mà đang còn đi học thì chúng ta biết là chúng ta học và làm thì cả đời. Mà khi đang còn đi học thì tôi khuyến khích các bạn không nên đi làm thêm nhiều. Khuyến khích như vậy vì cái tính rủi ro của nó rất cao. Nếu chúng ta không quản trị tốt bản thân, không quản trị tốt thời gian và không có kế hoạch học tập rõ ràng thì nó sẽ rủi ro rất lớn. Vì hiện nay mục tiêu chính chúng ta là gì? Là học. Mục tiêu chính chúng ta là học. Và do đó chúng ta nếu mà tập trung cho cái việc làm thêm nhiều quá, ham mê vào cái thu nhập quá, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập chúng ta. Và lúc đó tôi gọi là lời bất cập hại. Nếu các bạn ham học để kiếm tiền, để trả cái phần nào, san sẻ phần nào học phí với gia đình, thì lúc đó các bạn bị lưu ban. Ví dụ như vậy. Mà các bạn lưu ban một năm, các bạn lưu ban ở lại tại thành phố, thì chi phí cho đó lớn hơn rất nhiều cái khoản mà các bạn kiếm được trong thời gian các bạn đang đi học. Các bạn đang biết rằng khi các bạn đang đi học thì thu nhập không bao giờ cao được hết, rất là thấp. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc thôi. Do đó nếu mà các bạn cứ đam mê về vấn đề tìm kiếm việc làm trong quá trình học tập mà quên đi cái mục đích chính của mình thì ảnh hưởng rất lớn. Học việc vừa làm thêm như anh Toàn chia sẻ là chúng ta để một phần nào thu nhập để trang trải cho cái học phí, trang trải cho cuộc sống. Nhưng một phần chính là để tiếp cận sớm với cái nghề nghiệp của mình và tiếp cận với xã hội để sau này chúng ta khỏi bỡ ngỡ khi mà bước chân thực tế vào xã hội. Đó, thì mục đích chính chúng ta như vậy. Nhưng chúng ta cũng đừng có quên việc học tập là cái quan trọng. Mà chúng ta quá đam mê, quá bị kéo theo cái chuyện kiếm tiền thu nhập thì lúc đó chúng ta sẽ bỏ việc làm. Dạ, em cảm ơn lời khuyên của thầy. Và chắc chắn đó là khi mà các bạn gia nhập vào gia đình Văn Lang thì sẽ được thầy cô và các đàn anh đàn chị của mình sẽ theo sát và sẽ tư vấn cho các bạn nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Giống như là từ thời diễn đàn sinh viên Văn Lang có một câu đến giờ các bạn vẫn nói hoài thôi, đó là mẹ yên tâm, Văn Lang bảo vệ con tốt lắm. Các bạn hay đùa như vậy. Dạ, thì em cảm ơn các thầy đã đến để tư vấn cho các bạn về số live đầu tiên. Thì vì sao gọi là online campus tour? Có phải là ngồi như thế này để mà tư vấn cho các bạn không? Thì đây á, là không gian của cơ sở 1. Thì chỉ 15 phút nữa thôi sẽ đến số live thứ 2, sẽ ở đầu cầu cơ sở 3. Và các bạn sẽ thấy một không gian hoàn toàn mới. Và chị bật mí á, là ở đầu số live thứ 2 sẽ có một vlog rất là dễ thương giới thiệu về cơ sở 3 do các anh chị sinh viên PA sẽ dẫn các bạn đi tour nha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi số live đầu tiên. Và nhớ 15 phút nữa sẽ quay lại nha. Chào tạm biệt.